Đỉnh phong thiên hạ, Lục Lâm Thiên. Tập 161. Lục Lâm Thiên nhìn sang bóng lưng Diệp Mỹ, sau đó nói với Phong Hành Thiên Chủ. Có thể xuất phát. Vậy bây giờ lên đường đi, hy vọng đến lúc đó vẫn còn có thể trở về thế giới Thượng Thanh. Phong Hành Thiên Chủ gật đầu với Lục Lâm Thiên, sau đó nhìn người chung quanh, lúc này phát tay một cái. Vù vù. Đi. Phong Hành Thiên Chủ dứt lời. Dẫn đầu tiến vào thế giới trùng động, sau lưng từng thân ảnh đi vào, sau đó trùng động biến mất không còn nữa. Ầm ầm. Rất nhiều hóa hồng cảnh của thế giới Thượng Thanh đi vào trùng động, trong thiên địa, 3000 đại thế giới đều có người đi vào trùng động, đều đi về hướng thương khung chiến trường. 3000 đại thế giới có quy mô như thế, cả thiên địa cũng âm thầm sôi trào, mọi người đang chờ thời khắc thiên địa dung chuyển. Dung chuyển bao phủ 3000 đại thế giới, bao phủ cả thiên địa. Trong không gian trùng động, Lục Lâm Thiên đứng bên cạnh Phong Hành Thiên Chủ cùng Hoàng Phủ Minh Long, hắn cũng nói không ít chuyện về thương khung bí cảnh, thương khung bí cảnh nằm ở nơi sâu nhất trong thương khung chiến trường. Thương khung chiến trường có 2 bí địa, trong đó là 9 tòa hồng hoang điện, còn lại chính là thương khung bí cảnh thần bí khó lường, cánh cửa thương khung bí cảnh nằm ngay trên 9 tòa hồng hoang điện. Nghe nói thương khung bí cảnh mở ra, 9 tòa hồng hoang điện lệch vị trí, vô cùng rung động. Không phải người thường có thể khống chế. Thời điểm gần viễn cổ có người từng thử khống chế thương khung bí cảnh, kết quả kết cục cũng có thể nghĩ. Thương khung bí cảnh có cái gì, không ai biết rõ, đồn đãi thật thật giả giả, không người nào dám khẳng định. Nhưng mà có thể khẳng định, nghe nói trong thương khung bí cảnh có không ít trọng bảo. Có trọng bảo cường giả lúc trước lưu lại, còn có thiên tài địa bảo sinh sôi bên trong, đương nhiên còn có vô số nguy hiểm. Những nguy hiểm này cho dù là cửu nguyên hóa hồng cũng phải chết. Hoàng Phủ đại ca, người nói chúng ta vào trong thương khung bí cảnh có gặp được Bất Chu Sơn hay không? Trong trùng động, Băng Thiên hỏi Hoàng Phủ Minh Long. Bất Chu Sơn, không phải nói nhìn thấy là có thể nhìn thấy, qua nhiều năm như vậy, có thể nhìn thấy Bất Chu Sơn chỉ một lần, cho dù nhìn thấy cũng không thể tới gần Bất Chu Sơn. Hoàng Phủ Minh Long trả lời Băng Thiên. Lục Sư Huynh, Bất Chu Sơn là vật gì? Lục Lâm Thiên nghe vậy, lập tức hỏi Hoàng Phủ Minh Long. Hoàng Phủ Minh Long nói, Bất Chu Sơn chính là một khu vực thần bí trong thương khung bí cảnh, qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ nhìn thấy một lần, nhưng không ai đặt chân lên, đồn đãi trên núi có chín bảo, lúc trước không ít người cảm nhận được khí tức chí bảo, nhưng lại không người nào tới gần. Thương khung bí cảnh còn có nơi như vậy sao? Lục Lâm Thiên thấp giọng nói nhỏ. Hoàng Phủ Minh Long cười cười, nói. Trong thương khung bí cảnh cái gì cũng có, nguy hiểm cũng không chỗ nào không có, kỳ ngộ tùy thời đều có. Chúng ta đến rồi. Hoàng Phủ Minh Long dứt lời, Phong Hành Thiên Chủ nói ra. Thật nhiều người a hát. Ra khỏi trùng động, Lục Lâm Thiên nhìn bốn phía, lúc này trong hư không có rất đông hóa hồng cảnh đang tụ tập. Trong khí tức hội tụ, uy áp vô hình tỏa ra, Lục Lâm Thiên hiện tại cảm giác được áp lực thật lớn, 10 vạn hóa hồng cảnh tụ tập nơi đây. Trong đó có không ít cường giả bất phàm. Hồng Hoang Điện. Đối với nơi này, Lục Lâm Thiên tự nhiên không lạ lẫm gì, chính là khu vực 9 tòa Hồng Hoang Điện, mà cửa vào thương khung bí cảnh cũng ở đây. Nhưng lúc này Lục Lâm Thiên đến đã không phát hiện ra Hồng Hoang chi khí nồng đậm lúc trước, trong không gian có một ít dấu vết, nhưng nó lại mờ ảo bất định. Thật nhiều người a hát. Rất nhiều cường giả. Các cường giả tụ tập, làm cho đội hình thế giới Thượng Thanh cảm thán. Phong Hành, các ngươi mới đến hả, lúc này thế giới Thượng Thanh các ngươi làm rất náo động đấy. Băng Thiên, lần trước không thấy ngươi xuất hiện, lúc này đây ngươi cũng muốn đi vào thương khung bí cảnh sao? Hoàng Phủ Minh Long, ngươi cũng tới sao? Khi người thế giới Thượng Thanh trình diện, lập tức có không ít thân ảnh xuất hiện, Phong Hành Thiên Chủ, Băng Thiên, Hoàng Phủ Minh Long và cường giả các cổ tộc quen nhau đi lên chào hỏi. Siêu, siêu. Lục Lâm Thiên dò xét chung quanh, trong hư không bao la có rất đông người bay tới. Hào quang thu liếm, từng thân ảnh xuất hiện, Lục Lâm Thiên quan sát, trong đó có người của thế giới thần thú vừa tới. Lão đại, Tiểu Long đáp xuống trước đội hình thế giới Thượng Thanh, Tiểu Long đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên. Tử Hoàng tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Khi cường giả thế giới thần thú đáp xuống, Tây Xuyên tử cô tiến lên, đến bên cạnh Mỹ phu nhân gần Tĩnh Thần công chúa. Hai người cười nói sau đó ôm lấy nhau. Tử Hoàng, đã lâu không gặp.
Mỹ phu nhân tới gần người thế giới thần thú, rất nhiều cường giả đỉnh cấp đi ra nghênh đón, đặc biệt là cường giả thú tộc, trong mắt mang theo vẻ cung kính, cường giả thế giới thượng thanh hoàng kim long viên nhất tộc cũng cung kính đón tiếp, Mỹ phu nhân tách ra Tây Xuyên Tử Cô, gật đầu chào. Lục Lâm Thiên nhìn Mỹ phu nhân, lập tức ánh mắt run lên, một thân ảnh tóc tím xuất trần xuất hiện. Mỹ phu nhân này không dưới Tây Xuyên Tử Cô, mà làm cho Lục Lâm Thiên động dung là khí tức của Mỹ phu nhân này, trên người nàng có khí tức chấn động vô hình không dưới Phong Hành Thiên Chủ. Tiểu Long chú ý ánh mắt Lục Lâm Thiên, lập tức kéo Lục Lâm Thiên tới trước mặt Mỹ phu nhân tóc tím, nói. Lão đại, ta giới thiệu với ngươi, vị này chính là tử hoàng của thế giới thần thú, ta ở trong thế giới thần thú vẫn luôn được tử hoàng chiếu cố. Tiểu tử bái kiến tử hoàng. Lục Lâm Thiên cung kính hàn lễ, không nói tử hoàng là cường giả cùng thế hệ với Lục Sư Tẩu, Phong Hành Thiên Chủ, những năm gần đây, thế giới thần thú chiếu cố Tiểu Long và thú tộc Đại Lục Linh Vũ đã làm cho Lục Lâm Thiên sinh lòng cung kính. Lục trưởng môn không cần đa lễ, Tiểu Long chính là thần thú của thế giới thần thú, ta chiếu cố cũng là đương nhiên. Tử hoàng cười cười, nụ cười vô cùng xinh đẹp mê người. Tiểu Long chính là huynh đệ của ta, chiếu cố Tiểu Long, tương đương chiếu cố ta. Cho nên đa tạ hoàng chiếu cố. Lục Lâm Thiên lại cung kính thi lễ. Hậu sinh khả úy, mấy lão nhân chúng ta càng ngày càng không dùng được, về sau trên đời này phải nhờ vào các ngươi. Tử hoàng cười nói. Ta là bằng hữu của sư tẩu sư huynh ngươi, sau này không nên khách khí. Tử hoàng tỷ tỷ, ta và hoàng phủ Minh Long không có liên quan gì nữa rồi. Tây Xuyên tử cô nói với tử hoàng. Ai, ta nói người thế nào mới tốt? Chuyện nam nhân ngươi cần gì phải để ý như thế, những năm gần đây ta không biết nên nói với ba người các ngươi thế nào. Nghe vậy, tử hoàng bất đắc dĩ thở dài. Lục Lâm Thiên thức thời lui xuống những chuyện này hắn không nên biết làm gì. Lúc này rất nhiều hóa hồng cảnh tụ tập, Lục Lâm Thiên cảm giác được, mọi người vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt ngưng trọng không biến mất. Thương khung bí cảnh dần dần mở ra, mỗi một lần tiến vào thương khung bí cảnh, hóa hồng cảnh 10 người trở về 1-2 đã không tệ. Giờ phút này không ai dám xem thường. Thời gian từ từ trôi qua, người các đại thế giới đều tới, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn thấy rất nhiều người xa lạ. Sau đó Lục Lâm Thiên lại nhìn thấy Hải Nhược Hồng Tôn, Kim Thiên Hổ Tổ, Nhược Vân Cung Chủ, Thiều Hoa Hồng Tôn, còn có Phi Thiên Đại Đạo Thiên Cuồng Tam Đạo các cường giả đều xuất hiện. Trong mấy canh giờ ngắn ngủi, trong phiến hư không này có hơn 30 vạn người, đám người nơi này tỏa ra khí tức vô cùng cường hãn. Rất nhiều thân ảnh tụ tập, Lục Lâm Thiên không có nhìn thấy chủng tộc Minh Linh của Thiên La Minh, lén hỏi Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long, Lục Lâm Thiên mới biết Thiên La Minh tụ tập ở nơi khác, đến lúc đó mới có thể đến đây, khi thương khung bí cảnh mở ra, cũng có không ít người Thiên La Minh đến đây. Siêu, siêu, trong hư không xa xa lại có không ít người bay tới, Lục Lâm Thiên nhìn theo, người đến không xa lạ gì, chính là cường giả thế giới Côn Vân, trong đó còn có vài cường giả Tuyệt Linh Độc Cốc. Thải ra cũng ở đó, mặt khác còn có không ít cường giả, Lục Lâm Thiên đã từng gặp qua trong thế giới Côn Vân. Làm cho Lục Lâm Thiên bất ngờ chính là lão giả cao lớn trong thế giới Côn Vân, bộ dáng lục tuần, khuôn mặt không già chút nào, ngũ quan rõ ràng và thâm thúy, đạp không đứng đó, trường bào rung động, thân thể tỏa ra khí tức bế nghĩa thiên địa, chính là Tuyệt Linh Độc Cốc Vạn Độc Chí Tôn. Bái kiến nghĩa phụ, Vạn Độc Chí Tôn xuất hiện, phong phách nam, Mạc Kình Thiên liền nhảy ra hành lễ. Làm cho Lục Lâm Thiên nghẹn họng nhìn chân chối là Phong Phách Nam cũng có quan hệ với Vạn Độc Chí Tôn, việc này hắn cũng không biết. Ngay lập tức còn có chuyện khiến cho hắn kinh ngạc, trong đội ngũ Phong ra, Phong Du Du cũng đi ra, có chút thân mật nói. Nghĩa phụ, sao cha cũng tới đây? Ta làm sao lại không thể tới, đại sự của thương khung bí cảnh, ta cũng muốn tới giúp vui. Ánh mắt Vạn Độc Chí Tôn dừng ở Phong Phách Nam, Phong Du Du, Mạc Kình Thiên, sau đó nói. Thực lực ba người tiến bộ không tệ. Chẳng lẽ thật sự là nàng? Lục Lâm Thiên run lên. Siêu. Vào thời khắc này, trời cao rung động, một đạo cầu vồng bỗng dưng xuất hiện, cầu vồng thu liếm, một thân ảnh hùng vĩ hiện ra, giữa không trung đột nhiên có một tầng khí huyết sát chợt lan tràn. Thân ảnh mặc trường bào màu đen, khoác áo tơi đen, tóc dài xõa vai, toàn thân bao phủ cương khí huyết sắc, đứng trong hư không, huyết sắc quang mang nương theo khí tức bá tuyệt khuếch tán. Khí thế cực kỳ bá đạo lăng tuyệt. Huyết lão ca. Ánh mắt Lục Lâm Thiên run lên,
thân ảnh kia chính là thị hoang thế giới dung thế niết bàn vạn tù chi tôn huyết thiên đế. Là huyết thiên đế, tam kỳ lão nhân hô. Huyết thiên đế nhìn xung quanh, ánh mắt như tìm kiếm gì đó, nghe âm thanh liền nhìn qua, nhất thời lộ ý cười nói. Lâm thiên huynh đệ, dứt lời, thân ảnh hắn đã xuyên qua không gian rơi xuống bên người Lục Lâm Thiên. Trong lòng Lục Lâm Thiên mừng rỡ, đã mấy ngàn năm không có dịp gặp lại huyết thiên đế, lúc trước từ thượng thanh thế giới xuất phát, nhận được tin tức của thị hoang thế giới, Lục Lâm Thiên còn lo lắng huyết thiên đế gặp phải phiền toái bên ngoài, dù sao hắn dung thế niết bàn, nếu thị hoang thế giới xảy ra chuyện gì, hơn phân nửa huyết thiên đế sẽ gặp phải phiền toái. Lúc này nhìn thấy hắn, trong lòng Lục Lâm Thiên yên tâm hơn không ít. Huyết lão ca, rốt cục gặp được ngươi. Oanh! Lời của hắn còn chưa dứt, đúng ngay lúc này chợt truyền ra âm thanh trầm đỡ upsilon, c như sấm sét, đông đảo ánh mắt nháy mắt kinh hãi, không gian xung quanh Lục Lâm Thiên chợt nổ tung, khí huyết sát nương theo sau thiên địa năng lượng phóng thích, chẳng khác gì đi tới thế giới cửu u. Suy lạp lạp, một đạo quyền ấn nương theo lực công kích hủy diệt rơi lên LNG ngực Lục Lâm Thiên, khí huyết sát mang theo hủy diệt như sóng xung kích hung hăng khuếch tán trong thiên không, không gian phá hủy. Thân ảnh Lục Lâm Thiên bị đánh bay ra ngoài, những nơi bay qua cả không gian đều bị nổ nát. Cha! Lão đại! Trưởng môn! Sư phụ! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lục Kinh Vân, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long, Hồng Vũ, Lục Du Thược, Lục Doanh, Lục Thành, Thái An Nhất Tề lướt ra, mà Nguyên Nhược Lan, Đạm Thai Tuyết Phi. Mẫu đơn cùng nhóm người Chu Thần Hy chia thành hai bên lao thẳng về hướng huyết thiên đế cùng Lục Lâm Thiên. Hoàng Phủ Minh Long, Phong Hành Thiên Chủ, Tây Xuyên Tử Cô, Vạn Độc Chí Tôn sắc mặt trầm xuống, từng luồng khí tức khủng bố tập trung trên người huyết thiên đế. Kinh Vân, Tiểu Long, đừng vô lễ với huyết lão ca, dừng tay. Âm thanh Lục Lâm Thiên đột nhiên hét lớn, mà Tiểu Long cùng Lục Kinh Vân đồng thời dừng lại thân hình. Hoa lạp lạp, giữa không trung. Huyết thiên đế lăng không đứng lơ lửng, giờ phút này giống như hoàn toàn không cảm giác bị đông đảo khí tức cường hãn tập trung, hoặc như có chỗ dựa vào, từng luồng khí huyết sát nhất thời lan tràn, nháy mắt cả phiến không gian như biến thành biển máu, làm không ít cường giả không rõ tình huống đều kinh ngạc thối lui. Bên trong biển máu, khí thế huyết thiên đế càng mạnh, bá tuyệt ngút trời, đôi mắt huyết sắc bắn ra tinh quang, tràn ngập cỗ khí tức xa xưa, khí tức thất nguyên tiểu viên mãn bao trùm cả thiên địa. Oanh! Thân hình Lục Lâm Thiên đỡ upsilon.ng nát không gian, một cước giẫm không, đạp vỡ cả phiến hư không, lúc này mới ngừng lại, ánh mắt biến thành ngưng trọng. Sư phụ! Cha! Nhóm người Lục Doanh lao tới bên cạnh hắn, nhìn thấy hắn không có việc gì mới yên tâm trở lại. Huyết Thiên Đế, đây là dung thế niết bàn vạn tù chi tôn Huyết Thiên Đế trong truyền thuyết sao? Khí tức thất nguyên tiểu viên mãn, nhưng tựa hồ có chút không đúng. Tu vi cấp độ thất nguyên tiểu viên mãn, nhưng khí tức còn cao hơn, kỳ quái thật. Khí tức của huyết thiên đế không đúng. Lục Lâm Thiên bị một kích đột ngột của hắn, nhưng lại không có việc gì, lực phòng ngự thật sự cường hãn. Trong đám người vang lên âm thanh nghị luận xôn xao, một ít người cảm nhận được khí tức khác thường của huyết thiên đế. Huyết thiên đế nhìn thấy Lục Lâm Thiên không chút ảnh hưởng, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, bỗng dưng trong mắt nổi lên thống khổ, quát lớn. Lâm Thiên huynh đệ, giúp ta, giúp một tay. A, à, lời của hắn còn chưa dứt, đột nhiên kêu thảm một tiếng, trong con người huyết sắc nổi lên dao động quỷ dị, đồng thời khí tức khủng bố cực độ lan tràn, xung quanh như biến thành vũng bùn, sát ý nhất thời tập trung trên người Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, huyết thiên đế bị dạ xoa nhất tộc đoạt xá, bọn họ có thiên phú kinh người trong đoạt xá, nhưng hình như đoạt xá không thành công, bởi vì huyết thiên đế dung thế niết bàn. Không phải ai cũng có thể đoạt xá. Âm thanh của đao thúc chợt vang lên bên tai Lục Lâm Thiên. Nhưng xem tình huống, hiện tại huyết thiên đế cũng rất phiền toái. Đao thúc, có biện pháp nào không? Lục Lâm Thiên liền hỏi, nháy mắt huyết thiên đế ra tay, hắn đã cảm thấy không ổn, liên tưởng tới lời của Mộc Vương đã nói hơn ngàn năm thời gian trong thị hoang thế giới âm thầm biến hóa. Lục Lâm Thiên phỏng chừng huyết thiên đế đã xảy ra vấn đề. Nhưng không ngờ hắn lại bị người của dạ xoa tộc đoạt xá. Vừa rồi nghe được tiếng cầu cứu của huyết thiên đế, Lục Lâm Thiên liền thấy được hy vọng, nhưng nói thế nào hắn cũng không hy vọng huyết thiên đế xảy ra sự cố. Sư phụ, ta đi đối phó hắn. Hồng Vũ nhìn thấy ánh mắt sát ý của huyết thiên đế, liền muốn ra tay.
Từng đạo khí tức cũng lập tức tập trung huyết thiên đế, một khi hắn có động tĩnh sẽ gặp phải vô số công kích. Hồng Vũ dừng tay, không cho phép ai nhúng tay. Huyết thiên đế đã bị đoạt xá, theo tình huống mà xem hẳn là linh hồn đã bị đoạt xá tuyệt đại bộ phận, muốn đánh chết dễ dàng, nơi này có rất nhiều người có thể làm được. Đao Thúc nói, nhưng nếu muốn cứu hắn, thật sự phiền toái, cơ hồ khó thể làm được, chỉ sợ kẻ đoạt xá hắn hiểu được điểm này cho nên mới dám không chút kiêng nể chạy tới đây đối phó ngươi. Người Dạ Xoa bộ tộc đoạt xá, Thiên La Minh làm sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày, người Dạ Xoa bộ tộc đoạt xá, Lục Lâm Thiên lập tức nghĩ tới Thiên La Minh, chẳng qua trong mơ hồ hắn lại cảm thấy sự tình không đơn giản là như thế. Âm thanh Đao Thúc lại vang lên. Muốn cứu huyết thiên đế, người khác cứu hắn khó khăn, nhưng ta có biện pháp, có hai biện pháp đều mạo hiểm. Thứ nhất, bởi vì người đoạt xá là muốn đối phó ngươi, nếu có thể nghĩ biện pháp làm hắn nghĩ rằng đoạt xá ngươi còn tốt hơn đoạt xá huyết thiên đế, hắn hơn phân nửa sẽ lựa chọn ngươi, bởi vì nếu huyết thiên đế giết ngươi, hắn biết rõ chính mình khẳng định không thể đào thoát, nếu đoạt xá ngươi, như vậy hắn sẽ có cơ hội nghênh ngang rời đi, một khi hắn chủ động tiến vào não hải của ngươi. Tới lúc đó là thời gian hắn hồn phi phách tán. Nhưng phải xem hắn có đành lòng bỏ qua huyết thiên đế hay không, một khi hắn thành công đoạt xá huyết thiên đế, đó là có được cả một thị hoang thế giới. Thứ hai, mạnh mẽ ngăn chặn huyết thiên đế, ngươi cùng ta mạnh mẽ tiến vào trong đầu của hắn, đem tên đoạt xá kia thanh trừ, nhưng dù là ta ra tay, chỉ có ba thành nắm chắc. Suy lạp lạp, chỉ nháy mắt, năng lượng trong biển máu dao động, năng lượng huyết sát cuồn cuộn bỗng nhiên bạo tuôn. Huyết thiên đế phất tay chợt động, một đạo huyết sắc quang trụ phảng phất như từ trong hư không bay ra, xuyên thủng không gian hướng Lục Lâm Thiên bắn tới. Huyết sắc quang trụ vừa xuất, huyết tinh sát khí tràn ngập, làm thiên địa biến thành vặn vẹo, khí thế biến thành hủy diệt. Thực lực của huyết thiên đế cũng làm cho không ít cường giả bát nguyên cùng cửu nguyên đều nhíu mày. Lực công kích khủng bố như thế, bởi vì trước đó bị Lục Lâm Thiên ngăn cản không được ra tay. Hơn nữa mọi người cũng cảm giác được huyết thiên đế không bình thường, bởi vậy giờ phút này nhóm người Hoàng Phủ Minh Long cũng chưa lập tức xuất thủ. Hưu, chỉ nháy mắt quanh thân Lục Lâm Thiên tản ra kim mang, không gian biến thành tiêu sát sắc bén. Bỗng dưng một đạo kim sắc quang trụ bay ra khỏi lòng bàn tay Lục Lâm Thiên, va chạm vào huyết sắc quang trụ, đột nhiên nổ tung. Oanh oanh, tiếng nổ tung vang vọng trời cao, hai đạo năng lượng quang trụ tạc vỡ. Khí tức tiêu sát sắc bén cùng sát khí huyết tinh như cơn lốc thổi quét, cường quang chợt phóng, làm không ít người cảm giác linh hồn run rẩy. Đặng đặng, thân hình Lục Lâm Thiên lại bị mạnh mẽ đẩy lui, khóe môi hiện vết máu, khí tức nhất thời uể oải không ít. Cùng một thời gian, Tiểu Hồn Anh nói với Đao Thúc. Đao Thúc, ta lựa chọn biện pháp thứ nhất, dẫn dụ người Dạ Xoa bộ tộc đoạt xá ta, hy vọng có thể thành công. Ta nghĩ hắn còn chưa hoàn toàn đoạt xá huyết thiên đế đã khẩn cấp chạy tới đối phó ta, cho nên nhất định nghĩ rằng ta càng thêm trọng yếu so với huyết thiên đế, bởi vậy muốn bỏ qua huyết thiên đế đoạt xá ta, việc này cũng có không ít hy vọng. Hoa lạp lạp, biển máu không ngừng dựng lên cuồn cuộn, ngay nháy mắt thân hình Lục Lâm Thiên lảo đảo thối lui, thân ảnh huyết thiên đế đột nhiên xuất hiện, một đạo huyết sắc lưu quang bắn ra, dữ tợn quát. Đại hoang tù thiên điện tù khốn thiên địa. Tiếng quát rơi xuống, huyết sắc lưu quang lướt ra, lập tức hóa thành một đại điện màu đen 9 tầng, trong nháy mắt biến thành khổng lồ, cấp tốc bao phủ xung quanh, kể cả thân ảnh Lục Lâm Thiên cũng bị bao trùm trong đó. Bất diệt La Hán tượng. Trong tích tắc tử kim điện mang tràn ra, như khói hoa nở rộ tàn sát bừa bãi khắp cả hư không. Chỉ một thoáng, thân hình Lục Lâm Thiên hóa thành cự nhân khổng lồ xuyên qua không gian, tử kim điện mang lưu động, khí tức hủy diệt tràn ngập, bí văn quanh quẩn. Suy lạp lạp, tử kim lôi đình thổi quét, như có vô số tử kim điện mãng ẩm ẩm phóng lên cao đánh thẳng về hướng đại hoang tù thiên điện, ngăn cản nó áp xuống. Huyết long phá, đột nhiên huyết sắc năng lượng khổng lồ lướt ra, lập tức hóa thành một đầu huyết sắc cự long. Ngao, huyết sắc cự long ngập trời, huyết tinh sát khí thổi quét trời cao, long ngâm như sấm, nháy mắt tràn xuống người Lục Lâm Thiên, khí tức khủng bố khiến người xa xa rung động. Phá. Cự nhân quát lớn một tiếng, quắc mắt nhìn trừng trừng, bàn tay vươn ra, một đạo quyền ấn bay tới oanh thẳng lên huyết long. Oanh! Quyền ấn đi qua, không gian lộ ra khe tối đen, khí tức lục nguyên đại siêu phàm lập tức thổi quét. Lục Lâm Thiên quả nhiên đã đạt tới lục nguyên hóa hồng, đã đột phá một tầng trong hồng hoang điện.
Âm thanh nghị luận vang lên xôn xao. Gì? Nhưng ngay lúc này nhóm người Hoàng Phủ Minh Long vô cùng nghi hoặc, họ cũng biết rõ cấp độ tu vi của Lục Lâm Thiên, nhưng vì sao hắn lại cố ý hiển lộ ra khí tức thực sự ngay lúc này? Trong phút chốc, Tử Kim Điện mang lóe ra ngập trời, huyết long rít gào tàn sát bừa bãi, hai bên ầm ầm va chạm, tiếng sấm sét vang vọng hư không. Oanh! Không gian bị một quyền nổ nát, mảnh nhỏ thổi quét như sóng to gió lớn, hồ quang tử sắc khuếch tán, một quyền phá hủy cả một mảnh không gian, tử sắc lôi vân đều bị chấn nát. Ngao! Một quyền này mặc dù tiêu hao không ít huyết long lực, nhưng vẫn làm huyết long hóa thành một đạo huyết sắc năng lượng lưu quang oanh thẳng tới thân hình cự nhân của Lục Lâm Thiên. Phốc! Huyết sắc năng lượng oanh kích xuống, tử kim hồ quang mờ đi không ít, miệng phun máu tươi, khí tức lại biến thành uể oải. Hiu hiu hiu! Bỗng dưng từ trong đại hoang tù thiên điện tổng cộng có 6 đạo huyết sắc giải lụa như 6 đạo huyết sắc lôi đình lấy khí thế sét đánh bạo lướt xuống. Huyết tinh cuồng sát khí bắt đầu khởi động lan tràn, 6 đạo huyết sắc giải lụa lập tức rơi lên thân hình cự nhân, tựa như 6 sợi gông xiềng đem tứ chi cùng thắt lưng cùng vùng cổ của hắn quấn chặt. Hô lạp lạp! 6 đạo huyết sắc giải lụa như 6 đạo lôi đình nháy mắt cầm tù Lục Lâm Thiên. Oanh long long! Lục Lâm Thiên toàn lực giãy giụa, Tử Kim Điện mang bốn phía, hư không rung động đinh tai nhức óc, khí thế ngút trời nhưng trong nhất thời vẫn không thoát khỏi 6 đạo huyết sắc giải lụa kia vây quanh. Kiệt kiệt! Đột nhiên một tiếng cười to âm lệ vọng ra. Cùng lúc đó, thân ảnh huyết thiên đế xuất hiện bên trong đại hoang tù thiên điện, từ trong ấn đường bay ra một đạo năng lượng âm hàn u ám, sát khí thao thiên nháy mắt lan tràn, nhanh như chớp hóa thành một đạo hào quang âm hàn, linh hồn lực cuồng bạo phóng thích lao thẳng vào trong ấn đường Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên bị 6 đạo huyết sắc giải lụa trói buộc, ánh mắt hoảng sợ kinh biến không kịp phản ứng, nhìn thấy đạo năng lượng âm hàn chui vào trong ấn đường của mình, lại nghe một tiếng cười lạnh truyền ra. Lục Lâm Thiên, tử lôi huyền đỉnh của ngươi đâu, không nỡ đối phó huyết thiên đế sao, kiệt kiệt, đoạt xá ngươi, hết thảy đều là của ta. Mà giờ khắc này vẻ mặt kinh hãi của Lục Lâm Thiên đã khôi phục lại bình thường, khóe môi lộ vẻ mỉm cười. Thân thể cao lớn của hắn run lên, tử kim điện mang bộc phát, uy thế càng mạnh, huyết sắc giải lụa bị tử kim điện mang ăn mòn, nứt vụn từng khúc, phá hủy thành vô hình. Lâm Thiên huynh đệ cẩn thận, tên dạ xoa bộ tộc muốn đoạt xá ngươi. Cùng lúc đó ánh mắt huyết thiên đế đã khôi phục trong sáng, nhưng khuôn mặt biến thành trắng bệch khó xem, thần sắc ngưng trọng tới cực điểm, lớn tiếng quát. Năng lượng linh hồn sát khí u ám khổng lồ như một đạo lưu quang hồng bạch sắc nhất thời lướt vào tận sâu trong não hải Lục Lâm Thiên, sát khí u ám khủng bố thổi quét như cuồng phong bão tố. Bát Nguyên Trung Viên Mãn đã nghĩ tới đoạt xá, tuy rằng dạ xoa bộ tộc có thiên phú đoạt xá, nhưng có thể nói lá gan của các ngươi càng lúc càng lớn. Bỗng dưng, ngay khi cỗ năng lượng sát khí u ám phóng mạnh vào trong linh hồn Lục Lâm Thiên, một âm thanh bá tuyệt đột nhiên truyền ra. Oanh! Một mảnh kim mang lan tràn, kim mang vạn trượng, nhất thời bao phủ khắp não hải Lục Lâm Thiên, bên trong kim mang tràn ra cỗ sát khí thao thiên bức người. Suy! Cỗ linh hồn năng lượng u ám bỗng dưng ngừng lại, linh hồn run rẩy, trong kim mang vạn trượng chói mắt có khí tức áp xuống, trước khí tức kia, hết thảy chẳng khác gì con kiến. Lục Lâm Thiên, ngươi âm ta! Trong linh hồn năng lượng u ám truyền ra âm thanh kêu gào run rẩy, làm sao dám do dự, nháy mắt chật vật thối lui. Nếu là trước đây không lâu ngươi còn có thể chạy ra, nhưng hiện tại sao, ở trước mặt bổn chí tôn, ngươi đừng vọng tưởng đào thoát. Âm thanh đao thúc rơi xuống, một thanh kim sắc đại đao hiện ra, linh hồn năng lượng u ám muốn cấp tốc thối lui, nhưng lại bị năng lượng sát khí thao thiên giam cầm bên trong, làm hắn không cách nào động đậy, khí tức hủy diệt nhất thời dâng lên, lan tràn thẩm thấu từ sâu trong linh hồn. Đao thúc hạ thủ lưu tình, lưu lại linh hồn dạ xoa bộ tộc này cho ta. Thân ảnh đại hồn anh chợt xuất hiện trong kim mang vạn trượng, nhìn thấy năng lượng u ám bị trói buộc, ánh mắt lộ xem ra âm hàn huyết sát lạnh lùng nói. Được rồi, giao cho ngươi, hiện tại linh hồn bát nguyên trung viên mãn đối với ta cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đao thúc nói, ta giúp ngươi ngăn chặn, cắn nuốt cỗ năng lượng linh hồn này xong, linh hồn phân thân của ngươi cũng có thể tiến bộ không ít. Đa tạ đao thúc, đại hồn anh dứt lời, hóa thành hư ảnh khổng lồ, đôi mắt mở ra. Tuy rằng hư ảo nhưng vô cùng thâm thúy, sát khí thao thiên cùng khí tức âm hàn bạo tuôn, khí huyết sát âm hàn như long quyển phong bạo phóng thích. Mạng ta xong rồi, Lục Lâm Thiên, ngươi âm ta,
ngươi cố ý dụ dỗ ta đoạt xá ngươi, thứ gian trá, đê tiện vô sỉ. Âm âm thanh lệ chói tai không ngừng run rẩy truyền ra, tới lúc này hắn cũng đã biết toàn bộ đều do Lục Lâm Thiên cố ý dẫn dụ hắn bỏ qua huyết thiên đế mà đoạt xá mình, gài bẫy chờ hắn. Mặt trên đồn đãi Lục Lâm Thiên có bảo vật càng tốt hơn huyết thiên đế, vì vậy mới khiến cho hắn đi đối phó Lục Lâm Thiên, hơn nữa hơn ngàn năm nay cho dù hắn có thiên phú đoạt xá của bộ tộc Dạ Xoa, nhưng vẫn không có biện pháp hoàn toàn đoạt xá dung hợp linh hồn của huyết thiên đế, ngược lại còn giúp huyết thiên đế ở trong nghịch cảnh không ngừng tăng nhanh thực lực. Hắn rõ ràng cảm giác được gần đây sức phản kháng của huyết thiên đế ngày càng mạnh, nếu kéo dài chỉ sợ ngày càng bất lợi đối với hắn, cho nên vừa nhìn thấy có cơ hội tuyệt diệu lập tức nghĩ muốn đoạt xá Lục Lâm Thiên, nếu không dù giết Lục Lâm Thiên nhưng chỉ sợ xung quanh đều là cường giả đứng đầu của Thương Khung Minh đang có mặt, bản thân hắn cũng tự biết mình sẽ không thể sống sót rời đi. Thế nhưng hắn thật sự không ngờ toàn bộ chuyện này lại là một cái bẫy, Lục Lâm Thiên không dễ đối phó, mà dụ dỗ hắn cố ý đoạt xá mình. Bởi vì trong não hải của Lục Lâm Thiên còn có kiện chí bảo linh khí, hắn tuyệt đối không đủ khả năng đối kháng. Cho dù là lúc này hắn nhìn thấy linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên cũng có cảm giác tim đập nhanh, như trời sinh đã bị uy áp. Loại uy áp trong linh hồn thế này lẽ ra không thể phát sinh trên minh linh chủng tộc, nhất là trên người Dạ Xoa bộ tộc đứng đầu minh linh chủng tộc. Hô lạp lạp, đại hồn anh vừa hiện. Hư ảnh khổng lồ mang theo sát khí thao thiên đánh về phía linh hồn năng lượng u ám, cắn nuốt. Ngay lúc đạo linh hồn năng lượng u ám xâm nhập vào ấn đường Lục Lâm Thiên, ánh mắt mọi người đã tập trung về phía hắn, chuẩn bị có biến cố sẽ lập tức ra tay. Huyết thiên đế thu hồi đại hoang tù thiên điện, khuôn mặt trắng bệch lo lắng nhìn Lục Lâm Thiên, hắn rõ ràng sự khủng bố của tên đoạt xá, thiên phú đoạt xá của Dạ Xoa bộ tộc trong 3.000 đại thế giới ai cũng kiêng kỵ không thôi. Hô! Trong ánh mắt khẩn trương của mọi người, Lục Lâm Thiên đột nhiên mở mắt, tử kim hồ quang dâng lên, phảng phất như muốn tràn ra. Sau đó thân hình cự nhân thu liếm, thanh y phần phật, sắc mặt tái nhợt của Lục Lâm Thiên khôi phục vẻ hồng nhuận, khóe môi lộ ý cười, nhìn qua huyết thiên đế, đưa ra vài viên đan dược, nói. Huyết lão ca, ngươi không có việc gì chứ? Lâm Thiên lão đệ, ngươi không có việc gì sao? Huyết thiên đế vẫn đề phòng nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên. Giờ phút này đông đảo ánh mắt cũng khẩn trương nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên, tựa hồ muốn xác định hắn có bị Dạ Xoa bộ tộc đoạt xá hay không. Lão đại không có việc gì, không cần khẩn trương, Dạ Xoa bộ tộc muốn đoạt xá lão đại, đó là muốn chết. Khuôn mặt Tiểu Long lộ nụ cười, thần sắc an tâm, hắn cùng lão đại có huyết khế, cho nên thật dễ dàng xác định lão đại có vấn đề hay không, nếu lão đại bị đoạt xá, hắn là người đầu tiên hay biết. Nghe được lời của Tiểu Long, mọi người mới thả lỏng trở lại. Lâm Thiên huynh đệ, người thật sự không có việc gì sao, thật tốt quá, không có việc gì là được rồi, ta cũng không thể làm phiền hàng ngươi. Huyết thiên đế sang sảng cười, cũng không khách khí, cầm lấy đan dược bỏ vào trong miệng. Huyết lão ca, người không sao chứ? Lục Lâm Thiên hỏi, quan sát khí tức trên người huyết thiên đế, cảm thấy yên tâm hơn, theo khí tức nhìn lại hẳn không có đại sự gì. Hiện tại chỉ cần có thời gian khôi phục sẽ không còn vấn đề gì lớn. Ta không sao, nói ra thật xấu hổ, 1.500 năm trước ta xuất quan, vừa vặn hay biết Lâm Thiên huynh đệ đã lấy được tòa hồng hoang điện thứ nhất trong thương khung chiến trường, vì vậy muốn đi thượng thanh thế giới tìm ngươi, ai biết lại gặp phải thế lực thần bí luôn theo dõi ta, cuối cùng yếu không địch lại mạnh, thực lực đám người kia mạnh hơn ta nhiều lắm, cho nên cuối cùng đã rơi vào trong tay một bát nguyên trung viên mãn của Dạ Xoa bộ tộc. Huyết thiên đế lộ nụ cười khổ, nói tiếp. Hắn muốn đoạt xá ta, nhưng hơn 1.500 năm nay không thành công, nhiều lần nguy cơ bị ta lật ngược, còn làm cho ta ở trong tuyệt cảnh đột phá không ít, sau đó không biết tại sao lại tới nơi này. Hiện tại không có việc gì thì được rồi, tu vi của ngươi hiện tại có chút khủng bố. Tam kỳ lão nhân đi tới bên cạnh, hai người vốn đã từng quen biết trong thị hoang thế giới. Lục Lâm Thiên cảm thấy khâm phục. Mặc dù nghe huyết thiên đế thuật lại thật đơn giản, nhưng hắn cũng biết phải trải qua vô số hiểm cảnh mới được như hôm nay. Chỉ nói tới lực ý chí người thường căn bản không thể làm được, còn không ngừng đột phá trong tuyệt cảnh, trong thiên địa này ngoại trừ huyết thiên đế còn có mấy ai làm được một bước này. Ta gặp kỳ ngộ đột phá, nhưng so ra còn kém hơn lão đệ a. Sắc mặt huyết thiên đế vẫn trắng bệch, tựa hồ vừa nhớ ra điều gì đó, nhất thời nói. Lâm Thiên lão đệ. Ta nhớ ra rồi,
cỗ thế lực luôn theo dõi đoạt xá ta tựa hồ gọi là Chí Tôn Điện, không biết vì sao bọn hắn cũng muốn đối phó ngươi. Chí Tôn Điện. Ánh mắt mọi người dao động, đối với các cường giả đứng đầu ở đây mà nói, tuyệt đối không xa lạ với ba chữ Chí Tôn Điện, đó là thế lực quỷ dị vẫn duy trì thần bí tuyệt đối suốt bao nhiêu năm nay. Huyết lão ca, hết thảy mọi chuyện ta cũng đã biết đại khái, thù này ta nhất định sẽ tìm bọn hắn đòi trở lại. Lục Lâm Thiên vừa nói, trong mắt hiện tia hàn ý, vừa mới cắn nuốt hấp thu linh hồn năng lượng của người đoạt xá Dạ Xa bộ tộc hắn cũng đã thi triển siêu linh thuật, vì vậy hiểu biết được một ít tin tức. Lời vừa dứt, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuyên qua không gian đi tới chỗ đám người. Không gian nổi lên dao động, chỉ vài lần chớp động khiến người hoa mắt, thân ảnh Lục Lâm Thiên đã rơi vào trước một đội hình. Đội ngũ kia vừa nhìn thấy Lục Lâm Thiên xuất hiện, bên trong đội ngũ có một lão giả ánh mắt lóe ra, người này chính là tam hợp thế giới thất nguyên tiểu viên mãn Hồng Mộc lão quái. Ban đầu trong thượng thanh thế giới, Hồng Mộc lão quái bị Lục Du Thược chém đứt một tay, nhưng giờ phút này hai tay hoàn hảo, đoán chừng đã vận dụng bí pháp chữa lành. Lúc trước Hồng Mộc lão quái bị Hư Thiên Thánh cô giáo huấn một trận, nhưng lúc này khí tức trên thân có lẽ đã khôi phục hầu hết. Hồng Mộc lão quái, chúng ta lại gặp mặt. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua, sau đó rơi lên người Hồng Mộc lão quái, khóe môi cười cười xen lẫn ánh mắt hàn ý, làm tâm thần Hồng Mộc lão quái run lên. Lục Lâm Thiên, ngươi muốn làm gì? Hồng Mộc lão quái không dám nhìn thẳng Lục Lâm Thiên. Muốn ta chết, các ngươi cũng nên trả giá thật nhiều. Chân dẫm mạnh hư không, Lục Lâm Thiên lao thẳng về hướng Hồng Mộc lão quái nhanh như chớp, nháy mắt đã quỷ dị xuất hiện trước người hắn. Nguyên lực kim hệ cuồn cuộn tràn ra, tiêu sát sắc bén, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi một đạo kim quang quyền ấn bạo oanh thẳng tới. Lục Lâm Thiên, ngươi khinh người quá đáng. Lục Lâm Thiên nháy mắt ra tay, Hồng Mộc lão quái cũng hiện lên hàn ý, bên cạnh có đông đảo cường giả tam hợp thế giới như có chỗ dựa vào, cắn răng ngưng kết thủ ấn, nguyên lực mộc hệ bạo tuôn, một đạo thanh lục quang mang khởi động cắn nuốt hết thảy sinh cơ, như sấm đánh thẳng một quyền về hướng Lục Lâm Thiên. Phanh! Một quyền một chưởng va chạm, năng lượng dao động dâng lên, không gian chợt bành trướng, ngay sau đó một tiếng nổ vang nứt toác trên không trung, kim mang cắn nuốt phá hủy năng lượng thanh lục sắc. Suy lạp lạp, phốc. Thân hình Hồng Mộc lão quái bay ngược ra ngoài, phun ra máu tươi, ánh mắt tràn xem ra hoảng sợ. Răng rắc. Hào quang thanh lục sắc nứt nẻ, kim mang tiêu sát sắc bén từ trong thân thể đột nhiên bắn ra. Phanh phanh. Ngay sau đó thân hình Hồng Mộc lão quái nứt vỡ, máu tươi phun trào, thân hình ầm ầm phá nát, linh hồn phân thân cùng hồn anh cũng không thể đào thoát. Hô hô, nhất thời trên không trung một mảnh rung động. Một chiêu, chỉ một chiêu Hồng Mộc lão quái đã bị Lục Lâm Thiên kích sát. Giết người của tam hợp thế giới chúng ta, Lục Lâm Thiên, người thật càn rỡ. Sau thoáng yên tĩnh ngắn ngủi, bỗng nhiên một âm thanh hét lớn truyền ra, khí tức kinh khủng bạo tuôn. Hàn băng khí vỡ áp lan tràn, hàn băng làm người nghẹt thở, thậm chí như muốn đóng băng cả thiên địa lẫn linh hồn. Hô lạp, một đạo hàn băng trưởng ấn cực lớn xuất hiện giữa không trung, nháy mắt bao phủ về hướng Lục Lâm Thiên, hàn băng khí vô hình lan tràn, đột nhiên bao phủ chu không, mang theo lực lượng cực kỳ khủng bố hình thành khí thế áp lực khiến không gian xung quanh Lục Lâm Thiên đều đóng băng, vô số vụn băng trôi nổi giữa không trung. Hàn Hà tiểu nhi, không tới lượt ngươi càn rỡ, cút ngay đi. Cùng lúc này một tiếng hét vang vọng trời cao, một thân ảnh cao ngất trống rỗng bước ra từ hư không. Người kia cao lớn nguy nga, hàn băng khí vừa lan tràn tới trước người hắn lập tức hóa thành hư vô. Oanh! Một đạo trưởng ấn chém tới, năng lượng vô hình thổi quét, rơi lên hàn băng trưởng ấn. Hoa lạp! Hàn băng trưởng ấn dễ dàng nứt vụn, băng hàn khí ngập trời lập tức phá nát. Suy lạp lạp! Kinh khí khủng bố thổi quét, một thân ảnh bay ngược ra ngoài. Miệng phun máu tươi, liên tiếp bay ngược ra sau mới đứng vững thân hình. Người bị đánh bay là một trung niên đại hán áo trắng, khí tức cửu nguyên hóa hồng khởi động, cấp độ đã là cường giả đứng đầu. Hoàng Phủ Minh Long xuất thủ. Ánh mắt mọi người nhìn nhau, trung niên nhân cao lớn nguy nga chính là minh chủ vạn chiến liên minh Hoàng Phủ Minh Long, một chiêu đánh bay một cửu nguyên hóa hồng, cũng chỉ có Hoàng Phủ Minh Long mới làm được. Mà trung niên áo trắng ổn định lại thân hình. Cũng không quan tâm vết máu trên khóe miệng, trong mắt trào xem ra kiêng kỵ. Hoàng Phủ Minh Long, người có ý tứ gì, hôm nay không nói rõ ràng, tam hợp thế giới thể không bỏ qua. Một thân ảnh mặc trường bào xanh nhạt lướt tới,
là một lão già tóc xanh, khí tức quanh thân tràn ngập sinh cơ, khuôn mặt tuy già nua nhưng cực kỳ bóng loáng, khí tức còn cường hãn hơn cả trung niên áo trắng. Hoàng Phủ Minh Long nhìn lão giả, lạnh lùng nói. Bảo Lâm Hồng Tôn, đừng kêu gào với ta, Lục Lâm Thiên chính là sư đệ của ta, ai dám động tới sư đệ ta tuyệt đối không buông tha. Bảo Lâm hung hăng trừng mắt, trầm giọng nói. Hoàng Phủ Minh Long, rõ ràng là Lục Lâm Thiên vơ đũa cả nắm đánh chết người tam hợp thế giới trước mặt mọi người, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy hay sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày định nói chuyện, Hoàng Phủ Minh Long đã thản nhiên quát. Đã giết thì giết, vậy tính sao, nghe nói lần trước người tam hợp thế giới kêu gào rất cuồng vọng trong thượng thanh thế giới, nếu không phải ta đang bế quan cũng đã sớm giết rồi, nếu không phục, hiện tại thử xem lần nữa là được rồi. Dứt lời Hoàng Phủ Minh Long khoanh tay đứng thẳng, liếc nhìn thiên hạ. Hoàng Phủ Minh Long, thượng thanh thế giới khinh người quá đáng, lần trước đánh trọng thương người tam hợp thế giới, lần này còn đánh chết, lăng nhục tam hợp thế giới chúng ta như vậy. Hôm nay cho dù không đi vào thương khung bí cảnh, tam hợp thế giới cũng cùng thượng thanh thế giới không chết không ngừng. Bảo Lâm quát lớn, ánh mắt co rúm, vung tay áo quát. Tam hợp thế giới, bày trận. Bày trận. Âm thanh xé gió vang lên, 200 thân ảnh bay ra, 200 hóa hồng tu vi cùng lăng không đứng lơ lửng, lẫn nhau hiện ra tia huyền ảo, chỉ một thoáng khí thế đại thịnh, hư không gió dục mây vần, cả không gian đều rung động. Thượng thanh thế giới. Bày trận. Đồng thời ánh mắt Phong Hành Thiên Chủ trầm xuống quát lớn, thân ảnh lập tức xuyên qua không gian đi tới sau lưng Hoàng Phủ Minh Long. Bày trận. Cường giả thượng thanh thế giới hét lớn, phi linh môn phi thiên lão yêu bọn họ cũng không chậm trễ, từng luồng khí tức bắt đầu khởi động, lập tức lao tới sau lưng Hoàng Phủ Minh Long, thanh thế chỉ có hơn chứ không kém. Thần thú thế giới, bày trận. Tiểu Long đạp không bay ra, tiếng quát như sấm, từng âm thanh xé gió vang lên. Khí tức hùng hồn liên tiếp lẫn nhau, mơ hồ thú minh vang vọng. Cường giả thượng thanh thế giới cùng thần thú thế giới cùng động, nhất thời khí thế vỡ áp tam hợp thế giới, khiến họ lập tức rơi xuống hạ phong. Vô sắc thế giới, bày trận. Minh quang thế giới, bày trận. Côn vân thế giới, bày trận. Cùng lúc đó vô sắc thế giới Nhược Vân cung chủ, minh quang thế giới là một lão giả già nua. Côn vân thế giới là một lão phụ nhân áo trắng luôn đi theo bên cạnh vạn độc chí tôn thần sắc trầm xuống, sau đó mấy đạo thân ảnh xuyên qua trời cao, cùng Hoàng Phủ Minh Long ngang hàng mà đứng, khí tức khởi động, không kém hơn Bảo Lâm Hồng Tôn. Bày trận. Mấy trăm hóa hồng cảnh của ba đại thế giới cùng lướt động, khí tức lan tràn, uy áp bàng bạc làm khe không gian hiển lộ, tu vi của người tam hợp thế giới bị áp chế, ánh mắt âm trầm lộ vẻ kiêng kỵ. Lục Lâm Thiên nhìn quanh. Bởi vì vô sắc thế giới cùng minh quang thế giới gia nhập, có chút người vì quan hệ với Lục Doanh cùng Lục Kinh Vân, nhưng Lục Lâm Thiên cũng biết lớn nhất là vì thượng thanh thế giới chiếm thượng phong, chuyện dệt hoa trên gấm có rất nhiều người đều cũng sẽ làm. Mặt khác nguyên nhân lớn nhất, là mình đã đưa tặng danh ngạch hồng hoang lệnh mà tạo nên tác dụng. Khinh người quá đáng, các ngươi khinh người quá đáng, hôm nay dù liều mạng bản tôn tuyệt đối không cho các ngươi sống dễ chịu. Nhìn thấy cường giả các thế giới cùng tạo áp lực. Ánh mắt Bảo Lâm trở nên ngoan lệ. Thượng thanh thế giới thật sự khinh người quá đáng, làm vậy thật quá mức đi. Nhìn thấy hai bên đối chọi gay gắt, bên trong một đội ngũ có một hoa y lão nhân âm trầm bước ra, khoảng hơn 60, khuôn mặt hồng quang, đôi mắt như lửa, âm thầm hiện lên vẻ sắc lạnh, khí tức nóng cháy làm thực lực thấp một ít không dám tới gần. Phượng Thanh Hồng Tôn. Lục Lâm Thiên nhíu mày, người này là Phượng Thiên thế giới Phượng Thanh Hồng Tôn, cũng là người Phượng Hoàng bộ tộc. Từng gặp qua trong thượng thanh thế giới. Phượng Thanh Hồng Tôn, chẳng lẽ Phượng Thiên thế giới cũng muốn nhúng tay hay sao? Băng Thiên hàn khí lan tràn, trong ánh mắt tràn ngập hàn băng khí. Băng Thiên, không cần phải lấy nhiều khí ít đi, thượng thanh thế giới cũng bởi vì lần trước Hồng Mộc lão quái yêu cầu số danh ngạch Hồng Hoàng Điện quá mức, vì vậy lần này Lục Lâm Thiên muốn nhân cơ hội trả thù mà thôi, thượng thanh thế giới ỷ thế hiếp người, lần trước nhân cơ hội danh ngạch Hồng Hoàng Điện lại đại phát hoành tài. Đã bốn phía dọa dẫm các đại thế giới không nói, lần này còn muốn nhân cơ hội ức hiếp những thế giới khác, thượng thanh thế giới rõ ràng muốn một nhà độc đại, kết đàn lập bang. Sau này dễ bắt nạt các thế giới. Âm thanh âm trầm truyền ra, nương theo sau khí tức nóng cháy bắt đầu khởi động, đủ cho mọi người đều có thể nghe. Lời của Phượng Thanh rõ ràng có chút kích động cảm xúc của những người khác. Tuy rằng sự kiện danh ngạch Hồng Hoang Điện đã bị áp chế, nhưng lúc này nghe Phượng Thanh nói như vậy. Đều gây ra không ít ý kiến.
Phượng Thanh, người đây là muốn tìm chết, lần trước món nợ trong Nguyệt Hoàng thế giới ta còn chưa tính với ngươi, sớm biết ngươi cũng có liên quan tới đám vương bát đản kia, lần này ta sẽ thành toàn ngươi. Trong mắt Hoàng Phủ Minh Long hiện lên sát ý, trường bào run lên, khí tức lập tức khởi động, tập trung lên người Phượng Thanh. Hoàng Phủ Minh Long, Phượng Thiên thế giới cũng không phải dễ chọc. Phượng Thanh rõ ràng có kiêng kỵ, nhưng tựa hồ cũng có dựa vào, quát lớn. Phượng Thiên thế giới, bày trận. Hiu hiu. Từng tiếng xé gió vang lên, hơn trăm thân ảnh xuyên qua, khí tức khởi động, vây quanh Phượng Thanh, không ít khí tức dao động lan tràn, theo động tĩnh mà xem cũng là cường giả đứng đầu. Phượng Thanh quát to. Chư vị đồng minh, Thượng Thanh thế giới kéo bè kéo cánh đả kích thế giới khác, chỉ sợ sau khi thương khung bí cảnh mở ra, tới lúc đó bọn hắn có thể một nhà độc đại, mà những thế giới khác sẽ khó thể đối kháng, tam hợp thế giới là đầu tiên, chỉ sợ sau đó sẽ tới phiên chúng ta, vì ngày sau yên ổn, mọi người phải đấu tranh một phần. Lục Lâm Thiên vô duyên cớ đánh chết đồng minh, đích xác quá mức. Thượng Thanh thế giới khinh người quá đáng, tiếp theo sẽ tới phiên chúng ta. Bởi vì từng bị Hư Thiên Thánh Cô kinh sợ, trong lòng những thế giới khác giận mà không dám nói gì, lúc này bị kích động liền có người nhảy ra. Siêu siêu. Nhất thời có không ít người lao tới, khí tức khởi động không ngừng. Thượng Thanh thế giới lần này quá mức một ít, vô duyên cớ đánh chết đồng minh, phải cấp lời giải thích. Không bằng nói ra nguyên nhân đi, đều là đồng minh thương khung minh, nếu có nguyên nhân, ta nghĩ tới lúc đó quyết định cũng không muộn. Đầu lĩnh không ít thế giới động dung, nhưng càng nhiều thế giới sống chết mặc bay, không có dự tính dễ dàng nhúng tay. Lục Lâm Thiên nhìn quanh bốn phía, đem hết thảy nhìn vào trong mắt. Xem ra bị kích động thật sự là không ít, còn chưa vào thương khung bí cảnh, muốn hoạt động gân cốt trước. Hoàng Phủ Minh Long lộ ra hàn ý, khí tức bá đạo lan tràn khuếch tán, tiếng cười lạnh vang vọng thiên không. Lục Sư Huynh, bọn hắn hy vọng một nguyên nhân mà thôi, vậy cấp một nguyên nhân là được rồi. Lục Lâm Thiên chậm rãi đi tới nói. Cửu sư đệ, không cần cho bọn hắn mặt mũi, ta muốn nhìn xem hôm nay có bao nhiêu người dám động thủ. Hoàng Phủ Minh Long nói. Lục sư huynh, một nguyên nhân mà thôi, cho bọn hắn cũng không sao, tránh cho có chút người bị che giấu không hay biết gì, tránh cho có người muốn đỡ upsilon, xê nước béo cỏ. Lục Lâm Thiên cười nói. Chư vị, các ngươi không phải cần ta nói nguyên nhân tại sao giết Hồng Mộc lão quái sao? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Hồng Mộc lão quái là người Chí Tôn Điện, sớm đã gia nhập Chí Tôn Điện. Chí Tôn Điện. Mọi người biến sắc, lập tức nhìn qua tam hợp thế giới. Đông đảo cường giả tam hợp thế giới cũng không thể tin, Bảo Lâm lạnh lùng nói. Lục Lâm Thiên, người nói Hồng Mộc là người Chí Tôn Điện thì phải sao, vô duyên vô cớ tru diệt người tam hợp thế giới, lúc này còn muốn ngậm máu phun người, hôm nay nếu người có chứng cớ, ta sẽ phục ngươi. Việc này ta đại biểu tam hợp thế giới tạ lỗi thì có sao, nhưng nếu không có chứng cứ, ngươi ngậm máu phun người, bản tôn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lục Lâm Thiên cười nhạt nói. Ngươi cần chứng cứ, rất đơn giản, bởi vì Phượng Thanh Hồng Tôn cũng là người Chí Tôn Điện, tính ra, địa vị hẳn cùng một chỗ với Hồng Mộc lão quái. Phượng Thanh Hồng Tôn là người Chí Tôn Điện. Lục Lâm Thiên vừa nói xong, mọi người lại nhìn qua Phượng Thanh. Không ít người Phượng Thiên thế giới cũng lộ xem ra dị sắc. Kiệt kiệt. Phượng Thanh cười lạnh, trong mắt âm thầm hiện lên vẻ ngoan lệ, trầm giọng nói. Lục Lâm Thiên, người cảm thấy người ngậm máu phun người như vậy sẽ có người tin tưởng sao? Rõ ràng bởi vì lần trước trong Thượng Thanh thế giới, ta cùng Hồng Mộc hỏi số danh ngạch với ngươi, ngươi mang bất mãn trong lòng, lần này chỉ sợ là cố ý đối phó Hồng Mộc cùng ta đi. Ta có phải ngậm máu phun người hay không? Kỳ thật rất đơn giản. Ta tin tưởng những người ở đây cũng sẽ có người có thể thi triển thủ đoạn siêu linh thuật, chỉ cần bản thân ngươi nguyện thừa nhận siêu linh thuật, nếu không điều tra được gì, ta sẽ phụ trách việc tru diệt Hồng Mộc lão quái. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói. Vừa nghe lời của Lục Lâm Thiên, sắc mặt Phượng Thanh tối sầm, không ít ánh mắt khắp bốn phía đều dao động, đích thật có không ít người biết thi triển thủ đoạn siêu linh thuật, vì vậy chỉ sợ khó thể tiếp tục che giấu, nếu thật là người Chí Tôn Điện là có thể tìm ra. Phượng Thanh nhìn Lục Lâm Thiên, khuôn mặt co rúm, trong mắt hiện vẻ sợ hãi, nói. Lục Lâm Thiên, tìm kiếm linh hồn, như vậy mà ngươi cũng nghĩ ra, linh hồn của ngươi cho phép người ta tìm kiếm sao? Lục Lâm Thiên thản nhiên cười lạnh. Ngươi đang sợ cái gì? Sợ mọi người biết ngươi là người Chí Tôn Điện, bằng không như vậy đi, nếu ngươi nhận tìm kiếm,
chỉ cần ngươi không phải người Chí Tôn Điện, ta bồi thường Tử Lôi Huyền Đỉnh cho ngươi thế nào, đã đủ bồi thường tổn thất cho ngươi đi. Tử Lôi Huyền Đỉnh, đứng đầu bán thánh khí A. Trong đám người truyền ra tiếng xôn xao, mọi người đều biết tìm kiếm linh hồn sẽ cực kỳ tổn thương, thậm chí ảnh hưởng tu vi, nhưng dùng Tử Lôi Huyền Đỉnh đã đủ bù đắp lại. Ánh mắt Phượng Âm Thanh thầm kiêng kỵ, hắn không biết tại sao Lục Lâm Thiên biết hắn cùng Hồng Mộc Lão Quái là người Chí Tôn Điện. Nhiệm vụ hôm nay của hắn là gây ra hỗn loạn, thuận tiện đối phó Lục Lâm Thiên, hắn không biết mặt trên tại sao phải làm như thế, nhưng có mệnh lệnh thì hắn nhất định phải đi làm. Phượng Thanh Hồng Tôn, nếu ngươi không phải người Chí Tôn Điện, vậy tiếp thu tìm kiếm đi. Trong đám người có người thích xem náo nhiệt đã lớn tiếng hô to. Ánh mắt Phượng Thanh hiện lên hàn ý, tình huống bất lợi, hắn thoáng cắn răng hét lớn. Chư vị tam hợp thế giới, người Phượng Thiên thế giới nghe lệnh, Lục Lâm Thiên khinh người quá đáng, mọi người cùng nhau liều mạng. Dứt lời hắn vung tay lên, năng lượng nóng cháy hội tụ, uy áp tràn ngập, một mảnh biển lửa khủng bố ngập trời nhanh chóng tràn ngập khắp không gian, thủ ấn biến hóa, tay phải nháy mắt đẩy ra, xích hồng trưởng ấn xuất hiện, khí tức nóng cháy kéo lên, bao trùm về hướng Lục Lâm Thiên. Phượng Thanh, Phượng Thiên thế giới từ khi nào do ngươi làm chủ? Một âm thanh đột nhiên truyền ra, khí tức nóng cháy hiện lên, trưởng ấn xuyên thủng không gian xuất hiện, hào quang nóng rực bạo phát, uy áp khủng bố như rời non lấp bể khuếch tán, nháy mắt va chạm cùng trưởng ấn của Phượng Thanh. Phanh phanh, hai đạo trưởng ấn va chạm, không gian nổ tung, nhiệt độ đáng sợ nháy mắt đem hơi nước đều trưng phát, thậm chí không gian sóng gợn cũng biến thành xích hồng. Phanh phanh, năng lượng khuếch tán, ầm ầm nổ vang trên không trung, chấn động không gian nổi lên gợn sóng kịch liệt, năng lượng xích hồng như khói hoa nở rộ tán loạn, không gian sóng gợn vang lên răng rắc, từng khe mạng nhện cấp tốc lan tràn chung quanh hai người. Thật mạnh, năng lượng khủng bố thổi quét trời cao, không ít người lộ vẻ hoảng sợ. Đặng đặng, Phượng Thanh bị chấn lui vài bước, nhìn lên không trung, trong mắt ngưng trọng hô. Diễm Hoàng, ngọn lửa thu liếm, chỉ thấy một hồng y mỹ phụ hiện ra, khoảng 3-40 tuổi, xinh đẹp lại cao quý đoan trang, khí tức lại nóng cháy tới khủng bố. Điện chủ Viêm Lôi Điện, Diễm Hoàng. Người vừa tới chính là cường giả đứng đầu Phượng Hoàng bộ tộc. Bái kiến Diễm Hoàng lão tổ. Đông đảo cường giả Phượng Thiên thế giới lập tức hành lễ. Một đám hỗn trướng, Phượng Thanh đã bị Chí Tôn Điện nắm trong tay, hiện tại đã là người Chí Tôn Điện, các ngươi còn không lui ra cho ta. Ánh mắt Diễm Hoàng trầm xuống, trong mắt như có ngọn lửa nhảy lên. Việc này, người Phượng Thiên thế giới đưa mắt nhìn nhau, địa vị của Phượng Thanh trong Phượng Thiên thế giới thật không thấp, nhất thời làm họ vô cùng ngạc nhiên. Đều là nói bậy, Diễm Hoàng, người dựa vào cái gì nói ta là người Chí Tôn Điện, người có chứng cứ gì, chỉ sợ tự ngươi muốn độc trưởng Phượng Hoàng bộ tộc đi. Phượng Thanh kiêng kỵ nói, nói ngươi là người Chí Tôn Điện thì là chính là như vậy, tuyên cổ điện có chứng cứ rõ ràng. Một âm thanh lạnh thấu xương vang vọng khắp không gian, một thân ảnh hùng vĩ hiện thân, mái tóc đen như mực tung bay. Khi lời vừa dứt thân ảnh đã rơi xuống trước người Diễm Hoàng, thân mặc thanh y, trên lưng khoác áo tơi hoa tím, vẻ mặt cương nghị, khí thế lãnh túc, đôi mắt màu tím nhìn Phượng Thanh, phảng phất như muốn nhìn xuyên hồn phách của hắn. Long đầu tuyên cổ điện, Tử Hư thôn thiên hậu Khánh Lâm. Ánh mắt mọi người đột biến, tuyên cổ điện, đây là cành càng trong 3000 đại thế giới. Đủ sức làm bất kỳ ai phải kinh sợ, mà người dẫn đầu chính là thân ảnh kia. Siêu siêu. Giữa không trung từng thân ảnh phá không bay tới, hơn 10 người hiện ra trên bầu trời, 6 người đi trước uy thế cuồn cuộn, người đi đầu hơn 60 tuổi, thân hình cao gầy, quần áo vải thô, nhưng thật sạch sẽ, trong mắt ẩn giấu tang thương năm tháng. Người thứ hai là lão giả mặc áo vải thô tóc ngắn, khí thế không kém, người thứ ba là một đại hán hùng vĩ, hai mắt trong suốt như nước. Hàn băng khí tức thẩm thấu hư không. Lão giả thứ tư sinh cơ bừng bừng, tóc bạc hồng nhuận, khí độ cực kỳ tiêu sái, tiên phong đạo cốt. Mà người thứ năm là đại hán, khí tức sắc bén lộ ra cỗ âm hàn khí thản nhiên. Cuối cùng là một lão giả mặc áo vàng, hơi già nua, mày kiếm thâm nâu, đôi môi hơi dày, vừa xuất hiện cả không gian sắc bén tiêu sát. Sau lưng các điện chủ còn có Hành Lôi trưởng lão, Vũ Thái trưởng lão, Kiền Vũ trưởng lão, Như Hoàng trưởng lão, Minh Chí hộ pháp. Ngoài ra còn có Phi Long thân vương, Vân Lôi thân vương, Thanh Lôi thân vương cũng đi theo phía sau. Bái kiến điện chủ, bái kiến chư vị trưởng lão.
Khi Hậu Khánh Lâm vừa xuất hiện, không ít thân ảnh nhảy ra, đều cung kính hành lễ, không ít cường giả tuy rằng đều là cường giả các đại thế giới, nhưng cũng là đệ tử Tuyên Cổ Điện, tỷ như Lôi Tiểu Thiên cùng Lục Linh. Trong mắt Phượng Thanh càng thêm sợ hãi, Tuyên Cổ Điện đại biểu điều gì hắn rõ ràng nhất, lần này các điện chủ cùng Hậu Khánh Lâm đích thân xuất hiện, trong thiên địa này chỉ sợ không mấy ai dám đối kháng. Theo hắn biết thậm chí cả Chí Tôn Điện cũng phải ẩn nhẫn với Tuyên Cổ Điện phần nào. Long đầu, chư vị điện chủ. Lục Lâm Thiên đi qua hành lễ. Không tệ, nhìn dáng vẻ thực lực lại tiến bộ không ít. Nhóm người Thiên Lôi Tử nhìn Lục Lâm Thiên hài lòng mỉm cười. Hậu Khánh Lâm cười nói. Sau này đừng gọi ta là điện chủ hoặc long đầu, gọi ta Tam Sư Huynh đi. Tam Sư Huynh. Thần sắc Lục Lâm Thiên ngạc nhiên. Hậu Khánh Lâm cười nhẹ, nói. Ta cùng Lão Lục vẫn chưa nói cho ngươi biết, là vì sợ ngươi biết quá nhiều ngược lại làm ảnh hưởng ngươi tu hành. Hiện tại thực lực của ngươi đã không kém, đã tới thời điểm nói với ngươi. Tam Sư Huynh. Hoàng Phủ Minh Long đi qua gật đầu chào, cười nói. Cửu sư đệ, ngươi hẳn nên suy đoán được, ta còn tưởng rằng trong lòng ngươi đã đoán được chứ, thì ra ngươi còn chưa biết ha. Lục Lâm Thiên cười khổ, hắn thật không nghĩ tới Long Đầu Tuyên Cổ Điện là một trong những vị sư huynh của mình, khó trách lão ảnh nói, tám sư huynh tỷ đều là người đứng đầu trong thiên địa này, là cường giả thanh danh hiển hách, Long Đầu Tuyên Cổ Điện, Tử Hư Thôn Thiên Hậu Khánh Lâm tự nhiên là cường giả nhất phương. Tử Hư Thôn Thiên cũng là sư huynh của Lục Lâm Thiên. Điện chủ Tuyên Cổ Điện là sư huynh Lục Lâm Thiên. Lai lịch Lục Lâm Thiên càng lúc càng lớn a, chẳng lẽ Phượng Thanh Hồng Tôn thật sự là người của Chí Tôn Điện sao, tin tức của Tuyên Cổ Điện hẳn không sai. Thậm chí nhóm người Phong Hành, Tử Hoàng cùng Vạn Độc Chí Tôn đều ngạc nhiên, với họ mà nói, vẫn có quan hệ thật tốt với Hoàng Phủ Minh Long, nhưng chưa từng biết họ cũng là sư huynh đệ. Giữa không trung, Phượng Thanh ngày càng đơn độc, người Phượng Thiên thế giới còn có tam hợp thế giới dần dần lui ra sau. Bởi vì người Tuyên Cổ Điện xuất hiện, hơn phân nửa nhân số có mặt cũng bắt đầu tin tưởng Phượng Thanh thật sự là người của Chí Tôn Điện. Cỗ thế lực Chí Tôn Điện thần bí kia, đối với các thế lực lớn như Thiên La Minh cùng Thương Khung Minh mà nói mặc dù còn chưa trở mặt, nhưng không ai thích kết giao, đối với thế lực khủng bố luôn che giấu tung tích thật nhiều năm như vậy, bất luận kẻ nào cũng tâm sinh kính sợ, tôn kính mà không dám gần gũi. Huống chi còn có lời đồn đãi. Thương Khung Minh cùng Thiên La Minh luôn chém giết trong Thương Khung chiến trường đều do Chí Tôn Điện đứng sau lưng chọc ngoáy, âm thầm gây xích mích. Ánh mắt Phượng Thanh ngày càng kiêng kỵ, Tuyên Cổ Điện xuất hiện làm hắn e sợ, ánh mắt đỏ đậm không ngừng lóe ra. Bái kiến Tam Sư Huynh. Lục Lâm Thiên lại hành lễ, nói thế nào đây cũng là việc vui. Không cần đa lễ. Hậu Khánh Lâm gật đầu, nói. Ta được một ít tin tức, Chí Tôn Điện tính toán động thủ với ngươi ở đây. Không nghĩ tới lại tới chậm, cũng may ngươi không có việc gì. Tam Sư Huynh, còn có ta ở đây, không xảy ra chuyện gì. Hoàng Phủ Minh Long cười nói. Trong mắt Hậu Khánh Lâm hiện lên vẻ ngưng trọng, nhíu mày nói. Ta hoài nghi Chí Tôn Điện không phải thật sự muốn đối phó cửu sư đệ, mà là muốn đoạt thứ gì đó, nếu không sẽ không lựa chọn động thủ ngay lúc Thương Khung bí cảnh mở ra. Nghe vậy thần sắc Hoàng Phủ Minh Long cũng nghiêm túc. Việc này đích thật làm người ta khó hiểu. Phượng Thanh, người còn muốn đi sao? Diễm Hoàng đột nhiên hô, thân ảnh lao tới nhanh như điện, chỉ nháy mắt Phượng Thanh vừa định phá không bỏ chạy, Tuyên Cổ Điện đã theo dõi hắn, hắn tự biết nếu mình không trốn, chỉ sợ không còn cơ hội chạy thoát. Chẳng qua khi hắn vừa động liền bị Diễm Hoàng phát hiện, thân ảnh xinh đẹp lao nhanh như chớp, không ngừng chớp động giữa không trung. Suy lạp lạp, Diễm Hoàng phất tay dựng lên. Một đạo hỏa diễm giải lụa như đầu hỏa long bay tới, xuyên thủng không gian đánh về hướng Phượng Thanh Hồng Tôn. Diễm Hoàng, người ra tay với ta, đồng tộc tương tàn, người muốn phản tộc sao? Phượng Thanh quát một tiếng, thân hình khựng lại, hoảng sợ đánh ra một đạo quyền ấn như hỏa cầu nghênh tới. Hoa lạp lạp, hai cỗ năng lượng nóng cháy va chạm, không gian vặn vẹo, phá nát, năng lượng gió lốc nóng cháy thổi quét như cuồng phong, rực rỡ như khói hoa chói sáng. Đặng đặng, thân ảnh Phượng Thanh lảo đảo thối lui, thực lực vẫn kém hơn một chút. Vừa bị ngăn trở, Phượng Thanh cũng không tiếp tục bỏ chạy, bởi vì hắn cảm giác được đông đảo khí tức đang tập trung hắn, một khi hắn tiếp tục trốn sẽ bị đông đảo cường giả ra tay. Phượng Thanh biết tình huống như vậy mình không khả năng chạy trốn, huống chi nơi này còn có Hoàng Phủ Minh Long, Hậu Khánh Lâm cùng Tử Hoàng,
là những nhân vật hắn thật sự kiêng kỵ. Ánh mắt Phượng Thanh âm trầm, nói. Tuyên cổ điện thật lợi hại, Diễm Hoàng cũng thật giỏi, Lục Lâm Thiên người thật áp người, Diễm Hoàng, người muốn độc trưởng Phượng Hoàng bộ tộc, Lục Lâm Thiên, người muốn tính nợ cũ, tới lúc đó Thượng Thanh thế giới một nhà độc đại, cấu kết với nhau làm việc xấu, còn nói ta cùng Hồng Mộc là người chí tôn điện, lại không lấy ra được bằng chứng, toàn bộ mọi người ngẫm lại đi, Tuyên cổ điện cùng Thượng Thanh thế giới, thần thú thế giới âm thầm liên thủ, kế tiếp sẽ tới phiên các ngươi, kiệt kiệt. Lúc này tuy không có người bị kích động, nhưng cũng có người cảm thấy nghi hoặc một ít. Tuyên cổ điện nói ngươi là người chí tôn điện thì ngươi là người chí tôn điện, ta tin tưởng ba chữ tuyên cổ điện, đó chính là chiêu bài. Diễm Hoàng thản nhiên nói. Kiệt 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 kiệt. Phượng Âm Thanh trầm cười to, lộ vẻ kiêng kỵ cắn răng nói. Buồn cười, đừng nói ta có phải người chí tôn điện hay không, cho dù là phải thì tính sao, ta là người chí tôn điện thì thế nào? Chẳng lẽ vì vậy các ngươi có lý do liên thủ bài xích dị kỷ để đối phó ta sao? Việc này, Diễm Hoàng nghe vậy, thần sắc ngưng lại, đích xác, dù cho Phượng Thanh là người chí tôn điện thì tính sao? Ngươi là người chí tôn điện, vốn chuyện không liên quan tới ta. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói, bước tới bên cạnh Diễm Hoàng. Chỉ tiếc, chí tôn điện trêu chọc ta, có chút món nợ hiện tại nên tính toán rành mạch mới được, người chí tôn điện, ta thấy một tên giết một tên. Mà ngươi là người chí tôn điện. Sát ý càng thêm lan tràn, hắn nhìn thẳng Phượng Thanh, nói. Cho nên hôm nay ngươi chết chắc rồi, chí tôn điện, không nên trêu chọc ta. Chí tôn điện, mấy năm nay rốt cục đã không còn kềm nén được, vậy sớm kéo bọn hắn xuất hiện đi. Hậu Khánh Lâm nói xong, cùng Hoàng Phủ Minh Long lắc mình đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên, hai cỗ khí tức vô hình tập trung lên người Phượng Thanh không hề che giấu. Phượng Thanh sợ hãi. Hai người này nếu ra tay, hắn tự biết mình tuyệt đối không có sinh cơ, hắn không phải là đối thủ. Phượng Thanh cắn răng nói. Lấy nhiều khi ít tính là bổn sự gì, đường đường vạn thiên liên minh, tuyên cổ điện, nguyên lai không gì hơn cái này mà thôi. Đối phó loại người như ngươi, cũng quá đề cao chính mình. Lục Lâm Thiên nói. Tam sư huynh, Lục sư huynh, đối phó lão gia hỏa này còn không cần làm phiền hai vị sư huynh ra tay. Làm vậy đánh giá hắn quá cao, giao cho ta là được rồi. Cũng tốt, nếu chí tôn điện đối phó ngươi, vậy giao cho cửu sư đệ tự mình xử lý tốt nhất. Hậu Khánh Lâm mỉm cười, không hề phản đối. Hoàng Phủ Minh Long gật đầu. Yên tâm ra tay là được rồi, ta cam đoan không có bất kỳ ai dám nhúng tay. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, lúc này mới nhìn qua Phượng Thanh, theo đủ loại động tác của chí tôn điện đối với hắn trong thời gian gần đây. Lục Lâm Thiên hoài nghi có phải bọn hắn đã biết được điều gì. Lần này lợi dụng huyết thiên đế thăm dò, chỉ sợ cũng không phải thực sự muốn tính mạng của hắn, mà muốn thử thăm dò hắn để tìm đáp án mà thôi. Phượng Thanh nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt co rúm, những lời của ba người Lục Lâm Thiên hắn đều nghe được, trong mắt hiện lên vẻ ngoan lệ. Phượng Thanh cắn răng trầm giọng nói. Lục Lâm Thiên, ngươi thật dám một mình ứng chiến với bản tôn. Hôm nay chỉ cần ngươi có bản lĩnh chạy thoát khỏi tay ta, ta cam đoan ở đây sẽ không ai ngăn trở ngươi. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói, sát khí khởi động, tràn ngập sát ý. Bất quá, ta cam đoan hôm nay ngươi chết chắc rồi, hôm nay dù là ai cũng không cách nào cứu được ngươi. Sát khí thật là khủng khiếp. Lục Lâm Thiên chân chính động sát ý, nhất định phải tru diệt Phượng Thanh Hồng Tôn. Nghe lời của Lục Lâm Thiên, Phượng Thanh ngược lại vui mừng. Hắn thật không tin Lục Lâm Thiên có thể làm gì được hắn. Theo Phượng Thanh Hồng Tôn suy nghĩ, 1.500 năm trước Lục Lâm Thiên là ngũ nguyên hóa hồng, cũng chỉ mới bước lên lục nguyên hóa hồng, cho dù chu sát Hồng Mộc lão quái, nhưng muốn đối phó hắn còn chưa đủ. Thậm chí hắn còn cân nhắc, dù Hoàng Phủ Minh Long ra tay với hắn có thể thắng, nhưng muốn chu diệt hắn cũng không dễ dàng, bản thể Phượng Hoàng của hắn cũng không phải dễ đối phó. Tiểu tử trân cháo. Đây là do ngươi tự mình lựa chọn. Oanh! Trong mắt Phượng Thanh bắn ra hung quang, nguyên lực nháy mắt bộc phát, tu vi cửu nguyên hóa hồng không hề giữ lại, không gian vặn vẹo, đích thật là cường hãn. Lục Lâm Thiên, chỉ bằng ngươi muốn đối phó bản tôn xa xa chưa đủ, nếu không có người che chở ngươi, ngươi tính là vật gì? Nguyên lực như gió lốc thổi quét, Phượng Thanh cười lạnh vang vọng trời cao, không gian trước mặt nổ tung, thân ảnh nhanh chóng phóng ra. Hô lạp! Thân ảnh Phượng Thanh như quỷ mị xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên, khí tức nóng bỏng ngập trời bạo tuôn, một đạo quyền ấn hỏa diễm oanh xuống.
Lục Lâm Thiên cười lạnh, ngay lúc quyền ấn bao phủ tới, hàn băng khí tức quỷ dị chợt tràn ra, không gian tràn đầy băng tuyết, nháy mắt đã bị hàn băng khí kỳ lạ bao phủ. Trong không gian đều bị đóng băng, ảnh hưởng nguyên lực, linh hồn, làm quyền ấn như sắp bị đóng băng đông cứng lại. Không nghĩ tới Lâm Thiên huynh đệ đem độ không tuyệt đối tu luyện tới loại trình độ này. Khuôn mặt băng thiên cực kỳ kinh ngạc, hắn tự nhiên hiểu rõ ràng hàn băng khí quỷ dị ảnh hưởng không gian kia chính là độ không tuyệt đối mà ngày trước hắn cùng Lục Lâm Thiên cùng nhau lĩnh ngộ. Suy lạp lạp, sắc mặt Phượng Thanh kinh biến không ít, Phượng Hoàng nghiệp hỏa của Phượng Hoàng bộ tộc căn bản không có bao nhiêu áo nghĩa có thể áp chế, tuyệt đối không kém hơn thuộc tính hỏa của linh vật thiên sinh, nhưng dưới hàn băng khí quỷ dị cũng bị ảnh hưởng thật lớn. Thậm chí nhiệt độ nghiệp hỏa ngày càng bị ảnh hưởng, dần dần bị đóng băng, càng ngày càng thêm nghiêm trọng. Chỉ là biên duyên cửu nguyên hóa hồng mà thôi, ngươi tính là vật gì? Lục Lâm Thiên cất tiếng cười to, bên trong độ không tuyệt đối, kim quang bạo tuôn, khí tức tiêu sát sắc bén, một đạo kim mang bao vây quyền ấn như mặt trời thăng cao, ẩn chứa năng lượng tiêu sát hủy diệt xuyên qua không gian, không chút lưu tình va chạm vào quyền ấn nghiệp hỏa của Phượng Thanh Hồng Tôn. Oanh long long! Một quyền va chạm, quyền ấn hỏa diễm lập tức nứt toác, năng lượng tiêu sát sắc bén đều truyền vào trên nắm tay của Phượng Thanh Hồng Tôn. Hừ! Trong cổ họng Phượng Thanh truyền ra âm thanh đau đớn, bước chân nhất thời lảo đảo thối lui. Mỗi một bước thối lui đều đạp vỡ hư không, Phượng Thanh Hồng Tôn liên tục lui ra sau hơn trăm thước mới đứng vững thân hình, ánh mắt vừa nhìn Lục Lâm Thiên đã tràn ngập vẻ khiếp sợ. Đẩy lui Phượng Thanh Hồng Tôn, Lục Lâm Thiên sao lại mạnh như vậy? Đông đảo ánh mắt khắp bốn phía đều kinh hãi, mọi người đều biết thực lực Phượng Thanh Hồng Tôn, cấp độ tu vi cửu nguyên hóa hồng, trong thiên địa tuyệt đối đã đứng hàng ngũ đỉnh phong, nhưng chỉ một chiêu đã bị thiệt thòi. Tiểu tử thật quỷ dị, nhìn xem ngươi làm sao đối kháng ta. Ánh mắt Phượng âm thanh tàn nhìn Lục Lâm Thiên, nhưng trong vẻ âm tàn còn mang theo cảnh giác, theo hắn suy nghĩ vừa rồi rơi xuống hạ phong là vì bị lực hàn băng khí quỷ dị ảnh hưởng, chân chính đối kháng Lục Lâm Thiên cũng không làm gì được hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thân hình Phượng Thanh chợt động, ống tay áo run lên, quanh thân nhất thời tràn ngập hỏa diễm cuồn cuộn dâng lên, hỏa diễm lấy tốc độ khủng khiếp hình thành biển lửa cực nóng xung quanh, nhiệt độ phóng thích, cả phiến hư không bị thiêu hủy thành hư vô. Tư tư, vô số hỏa diễm ngưng tụ thành hư ảnh Phượng Hoàng khổng lồ, nhiệt độ khủng bố khiến không gian biến thành đỏ đậm, năng lượng dao động kinh thiên động địa khiến kẻ khác hết hồn. Cô Phượng Minh kêu vang, quanh quẩn hư không, từng luồng năng lượng cuồng bạo cực độ khủng bố từ trong hư ảnh như gió bão thổi quét, đem cả không gian chấn vỡ. Hoa lạp lạp, Phượng Hoàng vỗ cánh, nháy mắt lao thẳng về hướng Lục Lâm Thiên, hai cánh vỗ mạnh, ngọn lửa khủng bố đem không gian thiêu hủy thành hư không, muốn đem Lục Lâm Thiên thiêu đốt thành cho tàn. Ha ha, lão hỏa kê cửu nguyên hóa hồng, ở trước mặt ta ngươi tính là thứ gì? Tiếng cười như sấm truyền ra. Lục Lâm Thiên kết xuất thủ ấn, hư không ầm ầm vặn vẹo rung chuyển, một đạo thủ ấn tận sâu trong hư không bay tới, không gian nứt vụn, vạn vật mai một, giống như sinh cơ bị cắn nuốt. Suy lạp lạp, khí tức hủy diệt cuồn cuộn buông xuống nhân gian, hư không liên tục nổ tung, một màn rung động làm hơn 10 vạn hóa hồng cảnh đều tận mắt chứng kiến. Nhất chỉ hủy thiên địa, chỉ ấn lướt tới, khí hủy diệt buông xuống, lập tức rơi lên hư ảnh Phượng Hoàng đang tê minh. Hai cỗ năng lượng va chạm, hư không dao động như chiều dâng, thủ ấn hủy diệt thiên địa, mang theo thanh thế sấm đánh rơi lên hư ảnh Phượng Hoàng, bỗng dừng ánh mắt Phượng Thanh hoàn toàn biến thành ngưng trọng. Phanh phanh phanh, chỉ rằng co trong nháy mắt ngắn ngủi, hư ảnh Phượng Hoàng nổ tung thành từng khúc, âm thanh trầm thấp vang vọng bên tai không dứt. Cự lực khủng bố thổi quét, lực hủy diệt vỡ áp thiên địa, như muốn bao trùm toàn bộ sinh linh bên trong, thần sắc Phượng Thanh hoàn toàn đọng lại. Cô. Một âm thanh Phượng Minh vang vọng hư không, thân hình Phượng Thanh đột nhiên bành trướng, nháy mắt hóa thành một đầu Phượng Hoàng lớn hơn ngàn trượng, đồng thời hỏa diễm hung mãnh tràn ngập. Thân là người Phượng Hoàng bộ tộc, bản thể mới là trạng thái cực mạnh nhất, cự rực xuyên thấu không gian duỗi ra, thân hình khổng lồ hơn ngàn trượng bao phủ hỏa diễm cuồn cuộn trên không, như bao trùm trời đất, khí tức nóng cháy cường hãn càng làm thiên địa thêm run rẩy. Đôi cánh lớn rung lên. Hai đạo hỏa diễm quang trụ như long quyển phong bạo thổi quét mới đem năng lượng hủy diệt triệt để ngăn trở xuống. Bát nguyên trung viên mãn. Nhìn Lục Lâm Thiên, Phượng Thanh không nhìn được rung động hô,
giờ này khắc này khí tức trên người Lục Lâm Thiên không còn là lục nguyên hóa hồng mà là bát nguyên trung viên mãn. Bát nguyên trung viên mãn, thực lực chân chính của Lục Lâm Thiên là bát nguyên trung viên mãn. Lục Lâm Thiên một mực che giấu, không phải lục nguyên mà là bát nguyên trung viên mãn. Tốc độ đột phá của hắn quá kinh khủng. Từng ánh mắt nghẹn họng nhìn chân chối, tốc độ tu luyện như vậy khiến mọi người vô cùng xấu hổ, vô cùng yêu nghiệt, người thường căn bản không khả năng đạt tới. Khóe môi Lục Lâm Thiên cười lạnh, sát ý cuồn cuộn, một đoàn tinh huyết cùng linh hồn lực hiện lên trong lòng bàn tay, khí tức nóng bỏng lan tràn. Đôi mắt Phượng Thanh run lên, từ sâu trong linh hồn tràn ra cảm giác run sợ. Cùng lúc đó, Diễm Hoàng cùng người Phượng Hoàng bộ tộc thậm chí là trong hư không, linh hồn đều run lên, từng ánh mắt chăm chú nhìn về hướng Lục Lâm Thiên. Bản thể Phượng Hoàng bộ tộc, hôm nay khiến cho lão hỏa kê ngươi biết được cái gì mới là chân chính vạn thú chi hoàng. Thủ ấn ngưng kết, lòng bàn tay run lên, đoàn tinh huyết rơi vào trong miệng Lục Lâm Thiên, khí tức nóng cháy tràn ngập trong ấn đường, gân cốt cơ thể nháy mắt gây dựng lại, toàn bộ thân hình cấp tốc biến hóa lên. Bỗng dưng thân hình Lục Lâm Thiên hóa thành một đầu chu tước toàn thân đỏ đậm, xung quanh tràn ngập hỏa diễm muôn màu. Oanh! Sau lưng chu tước hiện ra vũ mao thất thải thật dài, đôi cánh triển khai, hỏa diễm tràn ngập, nhiệt độ cực nóng khiến linh hồn cường giả như bị phỏng, không gian xung quanh đều chao đảo lắc lư. Chu tước vừa hiện, thần thú thế giới tử hoàng, tĩnh thần công chúa bọn họ đều rung động. Thủ đoạn bậc này làm nhóm người phi thiên lão yêu cùng băng thiên đều hoảng sợ. Thân thể chu tước xuất hiện, trên người lan tràn khí tức chu tước hoàng tộc chân chính, mơ hồ còn làm không gian vặn vẹo, giữa không trung như run rẩy lên, gió dục mây vần, như muốn trộn vỡ hư không. Uy áp thật mạnh, toàn bộ cường giả thú tộc ánh mắt kinh hãi, đối với họ mà nói có thể cảm giác được uy áp đến từ trong linh hồn cùng huyết mạch khủng bố, căn bản khó thể chống cự. Chu tước thần thú, thân thể chu tước thần thú thủy tổ. Diễm Hoàng nhìn chu tước xuất hiện giữa không trung. Hai mắt rung động, khí tức kia thật quen thuộc, uy áp từ huyết mạch cùng linh hồn tuyệt đối là không sai. Thân thể chu tước thủy tổ, đó là thân thể chu tước thủy tổ. Toàn bộ cường giả Phượng Hoàng bộ tộc đều kinh hãi, đó là thủy tổ của Phượng Hoàng bộ tộc, đó mới thật sự là vạn thú chi hoàng. Cô, chu tước tê minh, âm thanh hóa thành sóng âm lập tức lan tràn. Toàn bộ thú tộc tu vi hơi thấp đều run rẩy, lập tức phủ phục dưới đất. Ngao. Hống hống, cô, toàn bộ cường giả Phượng Hoàng bộ tộc rít gào dựng lên, hóa thành bản thể, phủ phục xung quanh chu tước, ánh mắt kính sợ, khí tức đến từ linh hồn cùng huyết mạch làm bọn họ căn bản không cách nào chống cự, phủ phục giữa không trung. Thân thể chu tước thủy tổ, Lục Lâm Thiên sao có thể có được? Phượng Thanh run rẩy, bị một màn trước mắt làm hắn hoàn toàn kinh hãi. Trốn! Phượng Thanh không dám đối kháng, dưới uy áp linh hồn cùng huyết mạch. Hắn đã không còn cách đối kháng, thân thể lập tức thúc giục thiên phú không gian lực, về cánh cấp tốc thoát đi. Hôm nay, ngươi trốn không thoát, Lục Lâm Thiên kêu lên một tiếng, âm thanh như hồng trung xuyên thấu không gian, đôi cánh chấn động, không gian tràn ngập hỏa diễm cuồn cuộn, thân thể cao lớn bay thẳng tới chân trời. Một đạo hỏa diễm từ trong miệng Lục Lâm Thiên dâng lên, bao trùm về phía đầu Phượng Hoàng đang bỏ chạy phía trước. Nhiệt độ nóng cháy đem cả hư không thiêu hủy sạch sẽ. Xuyên thủng không gian ầm ầm hạ xuống, không gian biến thành hắc động tối đen. Trong mắt Phượng Thanh hiện lên vẻ hoảng sợ, hỏa diễm quang trụ mang theo nhiệt độ cùng uy áp oanh kích thẳng lên người hắn. Oanh long long, nhất thời hỏa diễm nứt toác, âm thanh nổ tung bên tai không dứt, hỏa diễm đập vào hư không, lực trùng kích thật lớn khuếch tán, như muốn đem cả phiến hư không biến thành biển lửa. Cô! Phượng Thanh kêu thảm một tiếng chói tai. Hỏa diễm quang trụ đem thân hình hắn chấn rơi xuống dưới, Phượng Hoàng nghiệp hỏa tung tóe, lông chim bị nổ tung từng mảng lớn. Cửu nguyên hóa hồng mà thôi, thật nghĩ người có bổn sự kêu gào trước mặt ta sao? Trong mắt chu tước hiện lên vẻ sắc bén dày đặc, vỗ cánh xuyên qua không gian, một đạo chảo ấn xé nát trường không, lần thứ hai rơi lên lưng Phượng Thanh, hỏa diễm cực nóng cũng lập tức dâng lên. Suy lạp lạp, Phượng Thanh bị hai tầng áp chế, căn bản không thể phản kháng. Thân thể không cách nào chống lại chu tước, nhất thời trên lưng da chóc thịt bong, máu tươi nóng cháy như dòng suối nhỏ liên tục dâng lên, thậm chí còn lộ cả xương trắng. Sắc mặt nhiều cường giả đều rung động, Phượng Thanh lại thua trong tay Lục Lâm Thiên, thật không ngờ Lục Lâm Thiên lại hung hãn tới mức khủng bố như thế. Hỗn độn phân âm dương hóa ngũ hành,
ngũ hành sinh vạn vật. Tiếng quát trầm thấp truyền ra, Lục Lâm Thiên thu liếm thân thể chu tước, thanh y phần phật, bước qua hư không, thời không ba văn loạn, như quỷ mị xuất hiện trên người Phượng Thanh đã trọng thương, thủ ấn ngưng kết, trong lòng bàn tay hiện ra đồ án hắc bạch âm dương. Oanh! Nháy mắt thiên không rung động, một đạo đồ án hắc bạch âm dương xuất hiện, hắc bạch hào quang chói mắt, hóa thành đạo cương khí cực lớn bao phủ thân thể khổng lồ của Phượng Thanh, thân thể của hắn lập tức bị áp chế. Trong mắt Phượng Thanh tràn ngập sợ hãi, sau đó thân thể dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng chật vật hóa thành hình người. Trốn! Trong mắt Phượng Thanh tràn ngập khủng hoảng, nỗi sợ hãi tử vong dâng lên trong lòng, thân ảnh như điện toàn lực giãy giụa trói buộc muốn bỏ chạy. Còn muốn chạy, kiếp sau đi. Lục Lâm Thiên cười lạnh, bàn tay từ xa vỗ xuống, đồ án hắc bạch âm dương bắn ra, xuyên thủng không gian bao trùm Phượng Thanh. Cương khí bao phủ hư không, nháy mắt hình thành một tòa lao lung hắc bạch vô hình, đem Phượng Thanh bao vây bên trong. Vô luận lúc này hắn giãy giụa thế nào cũng không cách nào thoát khỏi lao lung. Thật mạnh, quá mạnh mẽ. Giờ này khắc này, mọi người đã biết thanh y trẻ tuổi trước mắt đã hoàn toàn đặt chân lên đỉnh thiên địa, dù không có nhóm người Hoàng Phủ Minh Long bảo hộ, thậm chí không cần bao lâu nữa còn có thể cường hãn hơn cả đám người Hoàng Phủ Minh Long. Lục Lâm Thiên Lăng không đứng lơ lửng, thanh y lay động, vung tay lên, lao lung bị hấp xả vào trong tay hắn, trong mắt tràn ngập sát ý, khí thế bá đạo lăng tuyệt, trầm giọng nói. Hôm nay dùng lão hỏa kê ngươi nói cho Chí Tôn Điện, trêu chọc ta, vậy cần trả giá thật nhiều, một ngày nào đó ta sẽ hàng lâm Chí Tôn Điện, nhổ tận gốc. Kiệt 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 kiệt, Lục Lâm Thiên, người muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Các ngươi không đủ khả năng đối phó Chí Tôn Điện, không bao lâu nữa, hết thảy trong thiên địa đều thuộc về Chí Tôn Điện, tới lúc đó các ngươi tính là vật gì. Phượng Thanh không thể giãy thoát, ánh mắt đột nhiên biến thành dữ tợn, cười lên điên cuồng, âm lệ nói. Hồng Vương đại nhân, hiện thân đi, cứu ta, cứu ta. Chí Tôn Điện còn có người ở chỗ này. Nghe vậy ánh mắt Lục Lâm Thiên ngưng lại, hắn thật sự không hề phát hiện. Đã ra rồi sao? Ánh mắt Hậu Khánh Lâm khẽ động, thản nhiên nhìn xa xa, thần sắc khẽ động, tựa hồ đã sớm phát hiện gì đó. Hoa Lạp. Khi mọi người ngẩng đầu nhìn lên, tận sâu trong trời cao bỗng dưng có khí tức cuồn cuộn cuốn tới, lập tức buông xuống trong hư không. Nhất thời gió dục mây vần, ánh sáng đều bị che phủ. Oanh! Từng luồng khí tức bắt đầu khởi động, không chỉ khí tức làm cả hư không rung chuyển, tựa như động sâu vũ trụ, lập tức xuất hiện lốc xoáy thật lớn, tựa hồ bên trong có đông đảo mãnh thú chạy trồm, khiến người run như cầy sấy. Thật mạnh! Ánh mắt các cường giả tối sầm, ai cũng cảm giác được từng đạo khí tức cường hãn cuồn cuộn lan tràn, mặc dù là nhóm người Hậu Khánh Lâm cũng phải híp mắt. Kiệt kiệt! Các ngươi không làm gì được ta, Lục Lâm Thiên, ngươi không giết được ta, Hồng Vương đại nhân hiện thân, các ngươi không phải là đối thủ. Nhìn khí tức hàng lâm, Phượng Thanh giữ tợn cười to. Khí tức minh linh âm hàn lan tràn, âm hàn khí trùng kích thiên địa, lực đánh vào không gì sánh kịp. Dám động tới người Chí Tôn Điện, thật to gan. Bỗng dưng một tiếng hét lớn truyền tới, một bàn tay khổng lồ âm hàn đập ra, khí tức đáng sợ bao phủ hư không. Khí tức làm lòng người sản sinh hàn ý. Thánh Hồng Cảnh. Khuôn mặt Phong Hành Thiên Chủ hiện tia ngưng trọng, Thánh Hồng Cảnh, là đỉnh cấp chân chính trong thiên địa này. Rốt cục đã không nhìn được xuất hiện rồi sao, Chí Tôn Điện thì sao chứ, hôm nay ta muốn biết một chút. Một tiếng quát như sấm sét lan truyền, thân ảnh Hậu Khánh Lâm xuyên qua không gian, một đạo tử quang năng lượng ầm ầm khởi động, một đạo quyền ấn ngưng tụ, làm hư không run lên. Xuyên thủng không gian đánh lên bàn tay khổng lồ kia. Phanh phanh phanh. Năng lượng khủng bố ầm ầm va chạm, kình phong điên cuồng thổi quét, mây đen đều bị xé nát, khe không gian xé rách nứt vụn từng khúc, khí hủy diệt thổi quét trời cao, tiếng sấm sét xuyên thấu chân trời. Cả hai đạo công kích đồng thời phá nát, mà lốc xoáy cũng sắp tan vỡ. Áo tơi màu tím phần phật, Hậu Khánh Lâm bá đạo lăng tuyệt đứng nơi đó, thân ảnh cao lớn nổi bật bất phàm. Đôi mắt tử sắc ngạo nghễ nhiếp hồn đoạt phách, không hề kém cỏi hơn cỗ khí tức bên trong lốc xoáy. Thánh Hồng Cảnh. Vô số ánh mắt đều nhìn lên người Hậu Khánh Lâm, đó là khí tức Thánh Hồng Cảnh, cũng chứng minh Hậu Khánh Lâm cũng đã đặt chân lên Thánh Hồng Cảnh. Tam Sư Huynh cũng đến Thánh Hồng Cảnh. Lục Lâm Thiên chấn động, đến lúc này Lục Lâm Thiên cũng biết được Tam Sư Huynh và Đại Sư Tỷ cũng đạt tới cấp độ Thánh Hồng Cảnh. Không hổ là tử hư thôn Thiên Hậu Khánh Lâm.
những năm gần đây Tuyên Cổ Điện các ngươi âm thầm nhìn chằm chằm vào Chí Tôn Điện của ta, hôm nay cũng cho các ngươi biết cái gì là Chí Tôn Điện a. Khí tức âm hàn khủng bố trên bầu trời bùng phát, cùng lúc đó khí tức mênh mông từ trên bầu trời ập xuống, khí tức này càng ngày càng khủng bố, cả phiến hư không càng ngày càng mờ nhạt, khí tức khủng bố bao phủ phiến thiên địa này, rất nhiều người sợ hãi nhìn qua phiến hư không này. Siêu siêu, bỗng dưng trong vòng xoáy trên trời có từng đạo thân ảnh lướt đi, giống như nhảy ra từ sâu trong hư không, khí tức trên người bọn họ bùng nổ cực kỳ mạnh mẽ, từng đạo thân ảnh đáp xuống làm hư không không ngừng rung động. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn 200 thân ảnh đi ra khỏi vòng xoáy, mỗi một người đều là hóa hồng cảnh, thậm chí cũng không phải hóa hồng cảnh bình thường, thực lực ít nhất đều là lục nguyên đại siêu phàm. Mấy trăm người này hiện thân, không ít khí tức có thể sánh ngang băng thiên, vạn độc chí tôn, thiên lôi tử, kim tuyên, lang long, diễm hoàng, thậm chí có người có thể chống lại hoàng phủ minh long, tử hoàng, phong hành thiên chủ. Mà đặc biệt là 9 người đứng đầu, 9 đạo thân ảnh này đứng đó. Có khí tức âm hàn, hoặc nóng bỏng, hoặc cuồng bạo, hoặc già nua, có nhân tộc, minh linh, thú tộc, linh vật trời sinh. Từng ánh mắt đều nhìn qua 9 thân ảnh đứng đầu, không ít người chấn động, khí tức của 9 người kia vô cùng rung động linh hồn, chấn động mơ hồ sinh ra từ thân thể 9 người này. Một đám cường giả hàng lâm, khí tức hội tụ lại có thể hủy thiên diệt địa. Đây là thế lực Chí Tôn Điện sao, thật mạnh, quá mạnh mẽ. Tất cả ánh mắt rung động. Người Chí Tôn Điện tới thật sự quá khủng khiếp, đủ để quét ngang toàn bộ Thương Khung Minh. 9 Thánh Hồng Cảnh, 9 Đại Thánh Hồng. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua 9 người đứng đầu kia, 9 cổ khí tức chấn động của Thánh Hồng Cảnh, trong Chí Tôn Điện lại có tới 9 Thánh Hồng Cảnh. Ở đây lại có 9 Thánh Hồng Cảnh, trong thiên địa hiện tại quả nhiên có không ít Thánh Hồng Cảnh. Trong đầu Lục Lâm Thiên, cây đao màu vàng phóng thích hào quang sáng ngời, nói nhỏ. 9 gia hỏa này lúc trước thiên phú dị bẩm, có thể đặt chân thánh hồng cảnh cũng không kỳ quái, nhưng 9 gia hỏa này lại đi chung một chỗ, đúng là làm cho người ta ngạc nhiên. Đao thúc, ngươi nhận ra 9 người Chí Tôn Điện này sao? Lục Lâm Thiên nghe vậy, lập tức tiểu hồn anh trong đầu hỏi cây đao màu vàng. Ta quen bọn chúng làm cái gì, chỉ là biết rõ bọn chúng mà thôi, lúc trước bọn chúng còn chưa có tư cách quen biết ta đâu. Cây đao màu vàng không ngừng chớp động. Sau khi thổi phồng mình xong mới nói với Lục Lâm Thiên. Ta có chút ấn tượng với 9 gia hỏa này, đều là một ít người bất phàm năm đó, đều là người cùng thế hệ với Đại Sư Tỷ, Tam Sư Huynh Hậu Khánh Lâm của ngươi, nhưng mà tên gì ta cũng không biết. 2 thú tộc, 2 nhân tộc, 2 linh vật trời sinh, 3 minh linh, 9 thánh hồng cảnh trong thiên địa hiện tại cũng là tồn tại mạnh mẽ. Khắc khắc khắc, cung nghênh 9 vị hồng vương. Phượng Thanh Hồng Tôn bị hào quang âm dương vây khốn cười khắc khắc. Tiếng cười chói tai vang vọng hư không. Phong hành thiên chủ, tử hoàng, tây xuyên tử cô, vạn độc chí tôn lúc này vô cùng ngưng trọng. 9 đại thánh hồng cảnh, đội hình này đại biểu lực lượng hủy diệt, đối với đám người phong hành thiên chủ mà nói, bọn họ càng hiểu rõ trong lòng. Cho dù là cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong so sánh với thánh hồng cảnh cũng có cách biệt một trời một vực. Ha ha ha, trong 9 người đi đầu, người chính giữa thân thể thấp bé. Nhưng đại hán cao lớn lại nhìn Hậu Khánh Lâm ngửa mặt lên trời cười dài, trong tiếng cười đầy đắc ý, tiếng cười thu liếm, nói. Hậu Khánh Lâm, không nghĩ tới là ta sao, đã lâu không gặp. Diễm Sa Diệt Thế Mạc Trường Lăng. Hậu Khánh Lâm nhìn đại hán kia, ánh mắt cũng chấn động, nói. Nhiều năm không gặp, thì ra ngươi đã gia nhập vào Chí Tôn Điện. Không phải gia nhập, Chí Tôn Điện chính là do chúng ta sáng lập ra, đã nhiều năm như vậy. Sợ rằng những người nhận ra chúng ta đã sớm chết hết cả rồi, người còn sống sót không nhiều lắm. Đại hán cười to, trên người mang theo chấn động nóng rực hủy diệt, người nào nhìn vào cũng cảm thấy linh hồn run rẩy. Là Diễm Sa Diệt Thế Mạc Trường Lăng. Khi nghe được lời này, trong hư không có vài khí tức không tầm thường cũng rung động, cái tên này lạ lẫm với quá nhiều người, bởi vì không có bao nhiêu người biết, thậm chí không ít lão giả già nua cũng không biết kẻ này là ai. Tồn tại khủng bố này vậy mà không chết. Phong hành thiên chủ, vạn độc chí tôn, tử hoàng, tây xuyên tử cô chấn động, bọn họ biết rõ Diễm Sa Diệt Thế Mạc Trường Lăng khủng bố thế nào, mà trên đời này những kẻ biết rõ người này khủng khiếp ra sao đã không còn nhiều. Vừa mới ra tay cũng không phải là ngươi. Ánh mắt Hậu Khánh Lâm nặng nề, ánh mắt rời khỏi người Diễm Sa Diệt Thế Mạc Trường Lăng, sau đó ánh mắt nhìn qua người ngoài cùng bên phải trong 9 người, nói. Dạ Si Hồn Tôn.
không nghĩ tới ngươi còn chưa chết, trận chiến lúc trước ta đã nghĩ ngươi chết rồi đấy. Bị hậu Khánh Lâm gọi tên, Dạ Si Hồn Tôn chính là cường giả minh linh dạ xoa nhất tộc, khí tức âm hàn phóng thích ra, khí tức chấn động đã chứng minh người vừa ra tay là hắn. Dạ Si Hồn Tôn nhìn hậu Khánh Lâm, sắc mặt dữ tợn, hắn cười lạnh nói. Khặc khặc, ngươi còn chưa chết, ta làm sao chết được. Trận chiến năm đó ta nghĩ các ngươi đã chết hết, không nghĩ tới vẫn chưa có chết. Hậu Khánh Lâm nhìn qua chín thánh hồng cảnh của Chí Tôn Điện, hắn nhíu mày, chín thánh hồng cảnh, dường như là những người hắn nhận ra lúc trước. Hậu Khánh Lâm, Tuyên Cổ Điện muốn đấu với Chí Tôn Điện, sợ rằng thực lực chưa đủ. Diễm Sa Diệt Thế Mạc Trường Lăng cười to, sau đó ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên, giống như nhìn con sâu cái kiến, cuồng ngạo nói. Ngươi chính là Lục Lâm Thiên A, thả người trong tay ngươi ra, nếu không, ta sẽ làm ngươi hồn phi phách tán, tan thành mây khói. Tiếng nói như sấm vang vọng hư không, nương theo đó là uy áp thánh hồng cảnh bao phủ thân thể Lục Lâm Thiên. Hừ! Trong uy áp cực lớn này, Lục Lâm Thiên ngạo nghễ hừ lạnh một tiếng, khí tức vô hình bùng phát, khí tức đại thừa niết bàn chân lý niết bàn lan tỏa ra, thiên uy thẩm thấu hư không, trực tiếp chống cự uy áp thánh hồng cảnh. Ánh mắt nhìn thẳng Diễm Sa Diệt Thế Mạc Trường Lăng, sát khí sôi trào, sát ý trong mắt Lục Lâm Thiên bùng nổ. Lão tử không thả, ngươi làm khó dễ được ta sao? Vừa quát xong, sắc mặt của hắn đầy hàn ý, năm ngón tay bóp một cái, lực lượng khủng khiếp bao phủ LNG giam âm dương, vào lúc này Phượng Thanh Hồng Tôn đang cười lạnh lại biến thành tuyệt vọng. Hồng Vương Đại Nhân, cứu! Bang bang! Phượng Thanh Hồng Tôn còn chưa nói xong, thân thể của hắn nứt vỡ từng khúc, hóa thành cái động sâu cực lớn thôn phệ tất cả vào bên trong, linh hồn phân thân cùng hồn anh của hắn cũng không thể chạy thoát, cửu nguyên hóa hồng Phượng Thanh Hồng Tôn đã tan thành mây khói trong tay Lục Lâm Thiên. Ha ha ha! Nương theo việc Phượng Thanh Hồng Tôn tan thành mây khói, Diễm Sa Diệt Thế cười to, tiếng cười mang theo tức giận, nhìn thấy thân thể Phượng Thanh Hồng Tôn vỡ nát, ánh mắt của hắn đầy giận dữ. Không gian loạn lưu từ từ biến mất, tiếng cười tức giận kia dừng lại, khí tức nóng bỏng hủy diệt quanh người hắn bùng phát, trong chốc lát năng lượng phong bạo quét qua các nơi, làm cho rất nhiều hóa hồng cảnh chung quanh cảm thấy máu sôi trào, linh hồn bị khí tức hủy diệt bao phủ. Diễm Sa Diệt Thế Mạc Trường Lăng nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, nói. Lục Lâm Thiên, người đang upsilon ta, muốn chết. Vừa dứt lời, Diễm Sa Diệt Thế Mạc Trường Lăng phất tay, hào quang năng lượng màu đỏ nóng rực bao phủ các nơi, bão cát nóng bỏng bùng phát dữ dội, giống như thiên địa bùng phát, hư không rung động dữ dội, cuối cùng đánh thẳng về phía Lục Lâm Thiên nhanh như thiểm diệt, lực trùng kích mạnh tới mức xé rách không gian. Một kích này thiên địa rung chuyển. Không trung có điện quang bộc phát, tu vị thánh hồng cảnh rất khủng bố. Mạc Trường Lăng, người còn chưa đủ tư cách. Vào lúc này thân ảnh hậu Khánh Lâm bay tới, phất tay đánh ra một thủ ấn vào trong không trung, đột nhiên há mồm khẽ hấp, hư không gió nổi mây phun, hóa thành một không gian động sâu thật lớn, trong đó điện quang màu tím lan tỏa ra chung quanh, thâm thúy khủng bố giống như hung thú vũ trụ đang há miệng, lập tức thôn vệ một kích đánh tới. Thật mạnh! Ánh mắt Lục Lâm Thiên chấn động. Khó trách tam sư huynh hậu Khánh Lâm gọi là tử hư thôn thiên, thủ đoạn bực này chẳng khác gì thôn thiên. Hậu Khánh Lâm, ta xem ngươi có thể ngăn cản mấy lần, khặc khặc, hôm nay không ai có thể bảo hộ tiểu tử này. Cùng lúc này Dạ Si Hồn Tôn quát một tiếng, thân ảnh của hắn như quỷ mị lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên, khí tức âm hàn khủng bố bùng nổ, uy áp thánh hồng cảnh sinh ra làm thiên địa chấn động. Hư không trước mặt Lục Lâm Thiên chấn động mạnh, hắn lập tức phất tay đánh ra khí tức âm hàn. Hóa thành năng lượng linh xiên của Dạ Xoa nhất tộc xuyên qua hư không, trong nháy mắt ngắn ngủi đâm thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Trong nháy mắt này Hoàng Phủ Minh Long, Tử Hoàng, Phong Hành Thiên Chủ đều có dấu hiệu ra tay. Ha ha ha, Dạ Si Hồn Tôn, đừng tưởng rằng đặt chân đến Thánh Hồng Cảnh là có tư cách hung hăng càn quấy trước mặt lão tử, có ta ở đây, ngươi không có tư cách động vào sợi lông của hắn. Bỗng dưng thời điểm đám người Hoàng Phủ Minh Long chuẩn bị ra tay. Trong hư không có một tiếng nói vang vọng như sấm vang lên, ma khí dùng tốc độ khủng bố lan tỏa ra chung quanh, ma khí cuồn cuộn ngập trời hóa giải khí âm hàn của Dạ Si Hồn Tôn không ít. Oanh! Tiếng nổ như sấm vang vọng hư không, giống như ma lôi xuyên qua hư không, lập tức một cây búa màu đen từ trên trời giáng xuống, lập tức bổ thẳng vào năng lượng linh xiên. Xoẹt! Cây búa màu đen giáng xuống, ma khí ngập trời, khí tức thô bạo bao phủ trời cao. Lực lượng thông thiên triệt địa bổ thẳng vào hư không trước mặt,
trực tiếp đánh nát linh xiên. Một trong thập đại bán thánh khí, chẳng lẽ là... Nhìn cảnh tượng này, bỗng nhiên ánh mắt Lục Lâm Thiên run lên, cây búa đầy ma khí xuất hiện, khí tức này hoàn toàn không dưới luân hồi hư vọng đao cùng tử lôi huyền đỉnh, tuyệt đối là chí bảo trong thập đại bán thánh khí. Hừ, ma phủ đạo tổ, đi ra cho ta. Đối mặt cây búa to xuất hiện, Dạ Si Hồn Tôn lập tức hừ lạnh một tiếng, ánh mắt híp lại, hai tay chấn động đánh ra một linh xiên khác, trong nháy mắt linh xiên lại đánh thẳng vào cây búa. Đạp đạp, năng lượng va chạm thật mạnh, thân thể Dạ Si Hồn Tôn lảo đảo lùi ra phía sau vài bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua không trung. Lão tử đến rồi, Dạ Si Hồn Tôn ngươi tính là cái gì, ngươi không phải là cái gì cả, chẳng phải chỉ là thánh hồng cảnh sao, đắc ý trước mặt kẻ khác không có gì, nhưng ở trước mặt ta còn chưa đủ nhìn, ít hô to gọi nhỏ với lão tử đi. Tiếng kêu to vang lên như sấm, thời điểm lời cuối cùng vang lên, trong hư không xuất hiện một thân ảnh tục tăng. Thân thể thân ảnh tục tăng như thiết giáp, thân thể còn lớn hơn Hồng Vũ không ít, bộ dáng 40, mặc áo giáo huyết sắc, áo choàng màu đen, toàn thân tỏa ra ma khí ngập trời, ánh mắt nhưng bắn ra tinh quang, vung tay lên, búa lớn trước mặt thu nhỏ lại rơi vào trong tay của hắn. Ma Tôn Lệ Huyết Phủ, ma phủ đạo tổ bà Thiên La. Nhìn lên không trung, nhìn thấy đại hán tục tăng cầm ma phủ khủng khiếp như ma thần kia, từng tiếng kêu sợ hãi vang vọng hư không. Từng ánh mắt rung động và khiếp sợ. Không phải thánh hồng cảnh, lại có thể chấn nhiếp thánh hồng cảnh, trong 3000 đại thế giới không có bao nhiêu người, ma phủ đạo tổ bà Thiên La là một trong số đó, chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn qua nam tử trước mặt này, trong hư không có không ít thân ảnh xuất hiện, ngay cả Phong Du Du, Thiên Cuồng Tam Đạo, Lục Thành, Lục Trực, Lục Phương cũng không ngoại lệ, lập tức hành lễ với nam tử như ma thần kia. Bái kiến đạo tổ. Bái kiến đạo tổ. Tiếng chào hỏi không ngừng vang lên, bởi vì thân ảnh như ma thần kia chính là ma phủ đạo tổ, tổ tông đạo phỉ của phi thiên đại đạo và thế giới đạo phỉ. Bởi vì có người này tồn tại, trong 3000 đại thế giới mới không có người chính thức đỡ upsilon.ng vào phi thiên đại đạo. Trong đồn đãi, nhiều năm trước có người trêu chọc ma phủ đạo tổ, cuối cùng bị ma phủ đạo tổ cầm ma tôn lệ huyết phủ là một trong thập đại bán thánh khí giết thây ngang khắp đồng, ma khí ngập trời. 3000 đại thế giới chấn động, từ đó về sau đã không người dám trêu chọc vào phi thiên đại đạo, đặc biệt là chọc vào vị ma thần này. Ma Tôn Lệ Huyết Phủ, cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong, tứ sư huynh là đầu lĩnh phi thiên đại đạo. Lục Lâm Thiên nhìn qua nam tử tục tăng như ma thần kia, ma khí ngập trời, khí huyết sát và thô bạo bùng nổ, làm cho Lục Lâm Thiên cảm giác rất quen thuộc, đối với thân phận người đến, Lục Lâm Thiên đã biết rõ nên không còn rung động. Bà Thiên La, người muốn che chở nhân tộc này, người có biết người đang làm gì hay không? Nhìn thấy ma phủ đạo tổ bà Thiên La xuất hiện, ánh mắt Dạ Si Hồn Tôn đầy kiêng kỵ, tuy hắn đã đặt chân tới thánh hồng cảnh, cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong bình thường không nằm trong lòng hắn. Nhưng mà bà Thiên La rất khủng bố, Dạ Si Hồn Tôn biết quá rõ ràng, tăng thêm một trong thập đại bán thánh khí ma tôn lệ huyết phủ, ngay cả thánh hồng cảnh như hắn cũng kiêng kỵ không ít. Liên quan gì tới cháu trai ngươi? Lão tử hôm nay bảo hộ hắn rồi. Ma phủ đạo tổ bà Thiên La lườm Dạ Si Hồn Tôn, lập tức vượt qua không gian đến bên cạnh Hậu Khánh Lâm cùng Hoàng Phủ Minh Long, ánh mắt gật đầu nhìn nhau, lập tức như cười mà không cười đánh giá Lục Lâm Thiên, nói. Tiểu gia hỏa, giết tốt, có đảm lược, không cách khách khí với đám vương bát đản chí tôn điện này đâu, người có biết ta là ai không? Lục Lâm Thiên mỉm cười. Đến thời điểm này Lục Lâm Thiên làm sao mà không rõ thân phận của nam tử như ma thần này, cung kính hành lễ với ma phủ đạo tổ, nói. Bái kiến tứ sư huynh. Trời ạ, ma phủ đạo tổ cũng là sư huynh của Lục Lâm Thiên. Khi Lục Lâm Thiên dứt lời, người trong hư không chung quanh lập tức hít khí lạnh, ai cũng thật không ngờ, sư huynh sư tỷ của Lục Lâm Thiên trừ hư thiên thánh cô, điện chủ tuyên cổ điện tử hư thôn thiên hậu Khánh Lâm, minh chủ vạn thiên liên minh Hoàng Phủ Minh Long ra. Bây giờ còn có đầu lĩnh phi thiên đại đạo ma phủ đạo tổ. Những người này đều là tồn tại đỉnh cấp trong thiên địa, loại sư môn này quá kinh khủng rồi. Chín thánh hồng của chí tôn điện cũng chấn động, trong thần sắc không nhìn ra bao nhiêu chấn động. Ha ha ha, ma phủ đạo tổ bà Thiên La lập tức cười ha ha, nhìn Lục Lâm Thiên, sau đó vỗ ngực nói. Cửu sư đệ không cần khách khí, hôm nay ai dám động đến ngươi, có tứ sư huynh ở đây. Một búa chém hắn tan thành mây khói, hài cốt không còn. Hừ,
Dạ Si Hồn Tôn hừ lạnh một tiếng, hắn lạnh nhạt nhìn qua Ma Phủ Đạo Tổ và Lục Lâm Thiên, Hậu Khánh Lâm, Hoàng Phủ Minh Long, Tử Hoàng, điềm nhiên nói. Khặc khặc, chỉ bằng các ngươi sao, sợ rằng còn chưa đủ. Oanh! Thời điểm Dạ Si Hồn Tôn vừa dứt lời, sâu trong hư không cũng có vòng xoáy không gian hoạt động. So nhiều người sao, Chí Tôn Điện các ngươi không chiếm được tiện nghi đâu, Dạ Si Hồn Tôn ngươi còn không đủ. Một giọng nữ từ sâu trong hư không truyền ra, tuy là một đạo giọng nữ nhưng mang theo khí chất bá đạo khôn cùng, trong giọng còn mang theo lạnh lùng và cao quý, tất cả cường giả nghe xong cảm thấy nguyên lực cứng lại, sâu trong linh hồn rung động không nhẹ. Phần phật. Thời điểm giọng nữ vang lên, từng thân ảnh đi ra khỏi vòng xoáy, từng đạo khí tức phóng thẳng lên trời, tổng cộng có trên trăm đạo thân ảnh hàng lâm, khi những thân ảnh này xuất hiện làm uy áp tăng vọt dữ dội. Trong hư không chung quanh, không ít người chấn động, sau đó từng ánh mắt biến hóa không ít. Ánh mắt Lục Lâm Thiên vào lúc này biến đổi, trong khí tức uy áp kinh người kia, chỉ ít có bốn khí tức hắn quen thuộc. Mà khí tức quen thuộc này giống như với Tam Sư Huynh Tử Hư Thôn Thiên Hậu Khánh Lâm, Tứ Sư Huynh Ma Phủ Đạo Tổ Bà Thiên La, Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long như đúc. Trong đám cường giả vừa hàng lâm, Hoàng Phủ Minh Long, Ma Phủ Đạo Tổ Bà Thiên La, Tử Hư Thôn Thiên Hậu Khánh Lâm ba người cùng tiến lên, cung kính hành lễ, nói. Bái kiến Đại Sư Tỷ, Nhị Sư Tỷ. Tiếng nói vang vọng hư không, Lục Lâm Thiên chấn động, bốn người đứng đầu là Đại Sư Tỷ Hư Thiên Thánh Cô. Trên áo có đồ án hoa lan nho nhỏ, váy trắng thanh thuần, búi tóc cao đầy cao quý. Khí tức trên người nàng so với Chí Tôn Điện Diễm Xa Diệt Thế Mạc Trường Lăng còn mạnh hơn rất nhiều, chung quanh thân thể có linh khí tỏa ra, uy áp vô hình làm người ta phải phủ phục xuống đất. Bên cạnh Hư Thiên Thánh Cô có một mỹ nữ tuyệt mỹ mặc cung trang nhàn nhạt, thanh nhã mang theo vài phần xuất trần, đẹp và quý phái. Mái tóc xanh như ngọc, búi tóc đơn giản nhưng rất đẹp, đôi mắt dễ thương đầy màu sắc. Cặp môi đỏ mọng còn mang theo thanh đạm, ai nhìn thấy cũng chấn động tâm thần. Khí chất cũng không yếu hơn Hư Thiên Thánh Cô bao nhiêu. Bên cạnh hai người này còn có một nữ tử mặc váy dài đỏ tía, tư thái hoàn mỹ không nghi ngờ, trên vai còn mang theo lụa mỏng màu trắng phiên động, cho người a cảm giác phiêu nhiên, mái tóc xanh tung bay trên bờ vai, hơi có vẻ ôn nhu, dung nhan không trang điểm, tuy ngắn gọn lại không mất ưu nhã. Mà khi ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua người thứ tư, ánh mắt chấn động không nhỏ, đó là một lão giả tướng mạo bình thường, ăn mặc cũ nát, nhưng khí tức lúc này cực kỳ đáng sợ. Lục Lâm Thiên khiếp sợ không phải khí tức của lão giả này, mà là vì Lục Lâm Thiên đã gặp lão giả này trên đại lục Linh Vũ, chính là lão giả Đạm Niệm gặp ở Tử Vong Thâm Uyên trên đại lục Linh Vũ. Sau lưng hắn còn có thú tộc áo vàng tu vị bát giai trung kỳ đỉnh phong, người này đứng cung kính, nhưng khí tức trên người tuyệt đối là bát nguyên hóa hồng. Bái kiến cung chủ. Bái kiến các chủ. Khi Lục Lâm Thiên dò xét thì hư không chung quanh có không ít thân ảnh nhảy ra, kể cả Lam Thập Tam, Tử Yên, Mẫu Đơn, Nguyên Nhược Lan, bọn họ đều tham kiến đám người Đạm Niệm. Là Hư Thiên Thánh Cô, cung chủ Thiên Linh Cung Nhược Linh Thánh Nữ, các chủ Thiên Địa Các Kiền Khôn Thiên Tôn Đạm Niệm, còn có Tử Vi Thần Nữ cùng đi. Hư Thiên Thánh Cô, Nhược Linh Thánh Nữ, còn có hai thánh hồng cảnh. Kiền Khôn Thiên Tôn Đạm Niệm, Tử Vi Thần Nữ hai người này cũng tới. Dường như là người sư môn Lục Lâm Thiên đấy. Không thể nào, Thiên Linh Cung, Thiên Địa Các, Tử Vi Thần Nữ, đây đều là sư môn của Lục Lâm Thiên, bối cảnh quá khủng khiếp. Trong hư không chung quanh, từng ánh mắt khiếp sợ quan sát tình hình. Tam sư đệ, tứ sư đệ, lục sư đệ không cần đa lễ. Nữ tử tuyệt mỹ mặc cung trang lên tiếng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không mở quá lớn. Kiều diễm không mất thanh đạm, dáng người vô cùng phong tình, nhìn Hoàng Phủ Minh Long, Hậu Khánh Lâm, Bà Thiên La ba người, sau đó lại nhìn Lục Lâm Thiên và cười, sau đó lại nhìn qua không trung, nói. Lão bát, người tới rồi còn không đi ra sao, nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn xấu hổ chăng? Âm thanh vang lên vẫn dương dương tự đắc, giống như có thể vang vọng ba ngày ba đêm. Mà thân phận của người tới, trong lòng Lục Lâm Thiên đều biết. Nội tâm khiếp sợ không nói nên lời. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lão bát, chẳng lẽ còn có lão bát chưa tới? Nghe mỹ nữ tuyệt mỹ nói thế, ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua nơi này, đã có 7 sư huynh sư tỷ xuất hiện, mà hắn là người thứ 8, ánh mắt Lục Lâm Thiên quan sát chung quanh. Xoẹt! Thời điểm mỹ nữ tuyệt thế kia nói xong, trên không trung có thân ảnh tập tễnh đi ra. Thân ảnh tập tễnh này đứng trên hư không,
từ từ vượt qua không gian đi tới đây, người này mặc trường bào mộc mạc, dường như chưa giặt cả vạn năm, nhưng lại không nhiễm hạt bụi nào, trên mặt đầy nếp nhăn, nhưng cực kỳ tinh thần, thân thể tập tễnh nhưng lại tỏa ra ánh sáng thấu triệt, khí chất làm nội tâm người ta rất thoải mái. Lão Ảnh. Lục Lâm Thiên lúc này khiếp sợ không nói nên lời, thân ảnh tập tễnh này là Lão Ảnh không nghi ngờ. Phần phật. Từ khi Lão Ảnh xuất hiện, sau lưng hắn gió nổi mây phun, trên trăm đạo thân ảnh hàng lâm, trên trăm khí tức hiện thế sinh ra khí cơ khủng bố, trong đó có ba khí tức cực kỳ cường đại. Một khí tức thú tộc mở ảo áp bách hư không, khí tức huyết mạch thú tộc bùng nổ dữ dội, cũng chỉ có Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ bốn tộc mới có thể miễn cưỡng lực áp nó một tia, lực áp mà không phải áp chế, những thú tộc này chỉ sợ cũng không phải Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ bốn tộc có thể áp chế. Trên trăm cường giả khủng bố xuất hiện, Bát Nguyên Hóa Hồng và Cửu Nguyên Hóa Hồng cũng không ít. Lão Ảnh lúc này đi tới trước mặt đám người Hư Thiên Thánh Cô, nói: "Bái kiến đại sư tỷ, nhị sư tỷ, chư vị sư huynh sư tỷ." Mỹ nữ mặc váy dài màu tím, tư thái hoàn mỹ cẩn thận đánh giá Lão Ảnh một hồi, sau đó nhẹ nhàng cười cười, nói: "Lão Bát, sao ngươi còn biến thành bộ dáng này, Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc của ngươi lúc nào lại thành như thế, nhanh khôi phục lại hình dáng cũ đi, ta nhìn thế này không quen." Lão Ảnh nghe vậy, mỉm cười, hào quang màu trắng xuất hiện, hắn lập tức hóa thành nam tử trung niên tuấn lãng, làn da trắng nõn, gương mặt góc cạnh như đao gọt, chỉ sợ ngàn vạn thiếu nữ sẽ tim đập rộn ràng, đôi mắt đen tỏa sáng, nhìn mỹ nữ tuyệt thế, nói: "Lão thất, như vậy được chưa?" "Đúng vậy, như vậy mới dễ nhìn." Mỹ nữ tuyệt thế mỉm cười, cười nói thản nhiên, sau đó ánh mắt nhìn hơn trăm người sau lưng Lão Bát, ánh mắt chấn động, nói: "Tất cả mọi người đã đến rồi." Vừa dứt lời, Hư Thiên Thánh Cô, Hậu Khánh Lâm, Ma Phủ Đạo Tổ, Đạm Niệm, Hoàng Phủ Minh Long đều nhìn cường giả sau lưng Lão Bát. "Đều đến, chờ đợi ngày này đã thật lâu." Lão Ảnh nhẹ giọng hỏi, vừa dứt lời hắn vượt qua không gian, trực tiếp xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên đang khiếp sợ, nói: "Thật bất ngờ sao? Như thế nào?" Giờ phút này Lục Lâm Thiên khiếp sợ không nhỏ, nhưng trong trăm người sau lưng Lão Bát có hai người làm Lục Lâm Thiên không thể không kinh ngạc. Một người chứng 40, mặc áo bào đen, ngũ quan đoan chính, cảm giác lăng lệ bùng nổ nhưng không thiếu nhu hòa, hai mắt như hố sâu không đáy. Một người khác hai tay thật dài rủ xuống đầu gối, mặc áo bào màu vàng, thân thể cao ngất và tỏa ra khí chất lăng lệ, lại mang cho người ta cảm giác nặng nề, đặc biệt là hai mắt sâu lắng làm người ta không dám nhìn thẳng. Hai người này chính là Hắc Vũ cùng Kim Huyền, sau khi đi ra bên ngoài liền không rõ tung tích, ám đường bây giờ còn đang tìm kiếm. Nhưng vẫn không có tin tức gì, giờ phút này cũng xuất hiện ở đây. Hô! Nghe Lão Ảnh nói, Lục Lâm Thiên mới thu hồi ánh mắt nhìn Hắc Vũ cùng Kim Huyền, hít sâu một hơi, cũng nhận ra thân phận của bọn họ, nói: "Ngươi nói bất ngờ là thế này sao?" "Bất ngờ là bình thường." Ánh mắt Lão Ảnh nhìn qua Lục Lâm Thiên, sau đó nói: "Đại sư tỷ, Tam sư huynh, Lục sư huynh ngươi có lẽ đều biết, còn lại ta giới thiệu cho ngươi biết một chút. Nhị sư tỷ cung chủ Thiên Linh Cung, Nhược Linh Thánh Nữ, tứ sư huynh người sáng lập Phi Thiên Đại Đạo Ma Phủ Đạo Tổ, bà Thiên La, ngũ sư huynh các chủ Thiên Địa Các Kiền Khôn Thiên Tôn, Đạm Niệm, người lúc trước đã gặp được, còn có thất sư tỷ Tử Vi Thần Nữ. Bái kiến nhị sư tỷ, ngũ sư huynh, thất sư tỷ." Khi Lão Ảnh giới thiệu, Lục Lâm Thiên thi lễ với mọi người, tám vị sư huynh sư tỷ hôm nay tề tụ, Lục Lâm Thiên không cách nào che giấu khiếp sợ trong lòng. Sư phó Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên là phong hoa tuyệt đại cỡ nào, bất luận đệ tử gì cũng là tồn tại khủng bố trong thiên địa. Tám vị sư huynh sư tỷ hôm nay tề tụ nơi đây, Lục Lâm Thiên hiện tại không cách nào che giấu khiếp sợ của mình, sư phó Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên phong hoa tuyệt địa cỡ nào, bất luận đệ tử nào cũng là tồn tại đỉnh cấp. "Không cần đa lễ, tuy chúng ta gặp mặt lần đầu tiên, nhưng mà chuyện của ngươi ta biết cả, không có làm mất mặt sư tôn, tốt lắm." Tử Vi Thần Nữ cười cười: "Ta lại giới thiệu cho ngươi biết một chút." Lão Ảnh tiếp tục giới thiệu ba cường giả đi đầu sau lưng hắn với Lục Lâm Thiên, nói với Lục Lâm Thiên: "Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc Nhược Trọc Ảnh Cô, cũng là sư phụ Lục Âm, tỷ tỷ của ta." Khi Lão Ảnh dứt lời, Lục Lâm Thiên hành lễ với Nhược Trọc Ảnh Cô, thân ảnh già nua mắt sáng như sao, thân ảnh nhìn như già nua nhưng gương mặt lại cực kỳ trẻ tuổi mỹ mạo, gương mặt trắng không có nếp nhăn nào. Người này mặc váy dài tuyết trắng, khí chất hồn nhiên thiên thành.
Lục Lâm Thiên vẫn nghe qua sư phụ của Lục Âm, đó chính là tồn tại xưa nhất, bối phận cao nhất trong cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, cũng không biết đã sống bao nhiêu vạn năm, nhưng lại không nghĩ tới lại là tỷ tỷ của lão ảnh, từ khí chất hắn quan sát được, tuyệt đối là cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn đỉnh phong. Lão ảnh tiếp tục giới thiệu hai lão giả khác với Lục Lâm Thiên, nói. Còn có cửu thiên côn bằng nhất tộc Vân bằng Hồng Tôn, cửu diễm kim xí đại bằng nhất tộc Kim bằng Hồng Tôn. Cửu vĩ thiên hồ, cửu thiên côn bằng, cửu diễm kim xí đại bằng ba tộc vẫn đi theo tùy tùng sư phụ, cho nên ba vị này có thể xưng là sư huynh sư tỷ của ngươi. Lục Lâm Thiên nghe xong liền hành lễ với hai lão giả, một mặc hắc bào rộng thùng thình, tóc dài phiêu giật, một người khác mặc áo dài màu vàng nhạt, thêu lên không ít hoa văn hỏa diễm như hóa thành thực chất, khí tức nóng bỏng lăng lệ, khí tức của hai người này không dưới sư phụ Lục Âm, đều là cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong. Hiện tại Lục Lâm Thiên mới biết được lai lịch chính thức của cửu thiên côn bằng nhất tộc, còn có lai lịch bản thể Kim Huyền, ba thú tộc này bất phàm, thì ra đều là tùy tùng đi theo sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên. Đối mặt Lục Lâm Thiên hành lễ, Nhược Trọc Ảnh Cô, Vân bằng Hồng Tôn, Kim bằng Hồng Tôn ba người không dám nhận, thậm chí trong mắt còn mang theo cung kính. Trong đám người, Hắc Vũ và Kim Huyền cũng âm thầm gật đầu đồng ý với Lục Lâm Thiên, lúc này cũng không phải nói chuyện phiếm. Trong hư không gió nổi mây phun, nói rất dài dòng, trên thực tế rất nhiều cường giả hàng lâm nơi này, rất nhiều người trong Chí Tôn Điện ánh mắt biến hóa bất định. Nhược Trọc Ảnh Cô, Vân bằng Hồng Tôn, Kim bằng Hồng Tôn ba người cũng tới. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, Cửu Thiên Côn bằng nhất tộc, Cửu Diễm Kim Xí Đại bằng nhất tộc đều phái tinh nhuệ ra hết. Người chung quanh không ngừng rung động bàn luận về Nhược Trọc Ảnh Cô, Vân bằng Hồng Tôn, Kim bằng Hồng Tôn và ba thú tộc, đối với cường giả thế hệ trước. Bọn họ không thể không biết Nhược Trọc Ảnh Cô cùng Vân bằng Hồng Tôn, Kim bằng Hồng Tôn ba cường giả khủng bố này. Ba đại thúc tộc trong thiên địa vẫn không nhúng tay vào phân tranh nào, nhưng không người nào dám trêu chọc, huyết mạch đủ đánh đồng vói thú tộc đỉnh phong của thế giới thần thú, Phượng Hoàng nhất tộc mạnh mẽ trong thú tộc cũng không thể sánh bằng. Trong 3.000 đại thế giới, tất cả mọi người biết rõ thánh địa của thú tộc chính là thế giới thần thú. Nhưng mà bên ngoài thế giới thần thú còn có ba chủng tộc thú tộc cực kỳ cường hãn, đó chính là cửu vĩ thiên hồ, cửu thiên côn bằng, cửu diễm kim xí đại bằng ba tộc. Lúc này ba đại thú tộc cũng có quan hệ với sư môn Lục Lâm Thiên, điểm này làm người ta cực kỳ rung động, rốt cuộc là sư môn thế nào lại hung hãn như thế. Thiên địa biến thiên rồi. Phong Hành Thiên Chủ, Tử Hoàng, Vạn Độc Chí Tôn, Nhược Vân Cung Chủ, còn có Hải Nhược Hồng Tôn, Kim Thiên Hồ Tổ nhìn nhau. Giờ phút này Chí Tôn Điện phải đối mặt với sư môn khủng bố ra sao? Khặc khặc khặc. Diễm Sa Diệt Thế Mạc Trường Lăng cười lạnh vang vọng thiên địa, nhìn Hư Thiên Thánh Cô, Nhược Linh Thánh Nữ, Hậu Khánh Lâm, Nhược Trọc Ảnh Cô, Kim Bằng Hồng Tôn, sắc mặt của hắn biến hóa, nói. Không nghĩ tới các ngươi âm thầm che giấu cũng đủ sâu, chuẩn bị thế lực thật không kém, nhưng mà chẳng lẽ đây chỉ là dựa vào của các ngươi sao, chính là ba thánh hồng cảnh, chẳng lẽ có thể chống lại chúng ta sao? Dưới thánh hồng cảnh chỉ là con sâu cái kiến. Thánh hồng cảnh, thực cho rằng có thể chiếm được tiện nghi sao, vậy cứ thử thiên long bí pháp của ta đi. Hoàng Phủ Minh Long một bước đi lên, nhìn Chí Tôn Điện có thánh hồng cảnh, hai mắt thâm thúy như sao trời, ánh mắt bế nghĩa thiên hạ, khí tức trên người quét qua tất cả, cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn đỉnh phong bộc phát thiên uy khủng bố, còn mạnh hơn thánh hồng cảnh bình thường không ít. Ngao ngao! Khi Hoàng Phủ Minh Long bước ra, không gian quanh người hắn lập tức xuất hiện tai tiếng long ngâm, hai hư ảnh thiên long xuất hiện bao quanh thân thể Hoàng Phủ Minh Long, long uy cuồn cuộn, đầu hai con thiên long đặt lên vai Hoàng Phủ Minh Long, uy thế kinh tâm động phách. Thánh hồng cảnh, không biết có thể tiếp lão tử mấy búa. Ma phủ đạo tổ bà Thiên La cầm ma tôn lệ huyết phủ trong tay, ma khí tàn sát bừa bãi, tiếng gầm vang trời. Thánh hồng cảnh, không biết dưới tử vi tinh đấu sẽ như thế nào. Tiếng nói thanh thúy vang lên, bóng dáng tử vi thần nữ xinh đẹp bay tới, đầu ngón tay chấn động, hư không xuất hiện lưu quang sáng ngời, trên bầu trời xa xa xuất hiện ngôi sao sáng ngời, thiên uy khủng bố hàng lâm. Ta cũng muốn biết, thánh hồng cảnh sẽ thế nào dưới, càn khôn thiên địa của ta. Lời nói lạnh nhạt nhưng lại mang theo bá đạo ngạo nghễ, đạm niệm nói xong, hắn phất tay một cái, trước mặt hắn xuất hiện vòng xoáy thật sâu, khí tức hồng hoang bao phủ thiên địa. Uy áp khủng khiếp chấn nhiếp trời cao. Thánh hồng cảnh cũng có chênh lệch. Lời nói vang vọng, Nhược Linh Thánh Nữ nói xong, nàng và Hư Thiên Thánh Cô,
Hậu Khánh Lâm ba người xuất hiện khí tức khủng khiếp bao phủ hư không, ba đạo uy áp thánh hồng cảnh bao phủ nơi này. Lão Tứ, Lão Ngũ, Lão Lục, Lão Thất, ta không chờ các ngươi, đuổi theo đại sư tỷ. Lão Ảnh dứt lời, khí tức chấn động thiên địa, uy áp thánh hồng cảnh phóng lên trời, lập tức hô hứng với khí thế thánh hồng cảnh của hư thiên thánh cô, nhược linh thánh nữ, tử hư thôn thiên hậu Khánh Lâm. Tám đạo khí thế, bốn khí thế thánh hồng cảnh, bốn khí thế cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong không dưới thánh hồng cảnh cùng bao phủ hư không. Tám người đứng đó, mấy chục vạn cường giả đỉnh cấp trong thiên địa chấn động, thực lực thấp một ít không ngừng lui ra phía sau. Thánh hồng cảnh, ta cũng muốn thử. Lục Lâm Thiên nhìn tám sư huynh sư tỷ, giờ phút này nhiệt huyết bành trướng, trong nội tâm sinh ra ngạo khí, lập tức đứng cạnh tám sư huynh sư tỷ. Ầm ầm. Nhất thời, kim, thanh, lam, xích, hoàng năm loại thuộc tính bao phủ toàn thân Lục Lâm Thiên, hóa thành đồ án đen trắng xuất hiện trên trời, thiên uy chân lý niết bàn thẩm thấu hư không, trong lòng bàn tay có tử lôi huyền đỉnh hiển hiện, lập tức tử kim lôi vân bao phủ hư không. Từng đạo tử kim lôi đình bùng phát tỏa ra khí thế vô cùng bá đạo. Khi Lục Lâm Thiên phóng thích khí thức quanh người, Hư Thiên Thánh Cô, Hậu Khánh Lâm, Nhược Linh Thánh Nữ, Ma Phủ Đạo Tổ đều âm thầm vui vẻ, khí thức này không giống tầm thường, thiên uy nương theo chân lý niết bàn, tử lôi huyền đỉnh làm nhiều người chấn động. Huống chi tám người bọn họ rõ ràng nhất, Lục Lâm Thiên còn có át chủ bài khác, nếu như triệt để bộc phát át chủ bài ra, cho dù là bọn họ cũng phải nhượng bộ lui binh. Sư môn chín người đứng trên không trung, khí thức cổ xưa bùng phát, cả hư không điện thiểm lôi minh, thiên hôn địa ám, uy áp ngút trời, nhiều người run như cầy sấy. Rất nhiều cường giả trí tôn điện rung động, chín thánh hồng cảnh đi đầu lúc này âm thầm khiếp sợ, bọn họ biết khí thức này đại biểu cái gì, giờ phút này hóa hồng cảnh không đặt trong mắt bọn họ, nhưng trước mặt là Hoàng Phủ Minh Long, Ma Phủ Đạo Tổ, Kiền Khôn Thiên Tôn, Tử Vi Thần Nữ bốn người làm cho thánh hồng cảnh cũng phải nhìn thẳng. Sư môn như thế, rốt cuộc sư phụ Lục Lâm Thiên là ai? Tại sao khủng bố như thế? Rất nhiều cường giả quan sát hư không, sư môn này mạnh tới mức quá đáng, bất luận là người nào cũng là cự phách, bất cứ người nào cũng là cường giả phong hoa tuyệt đại, trong thiên địa người đủ sức dậy bảo ra những đệ tử như thế, đủ để quét ngang cả 3.000 đại thế giới. Chí tôn điện thánh hồng cảnh cũng không phải ít, nhưng Thương Khung Minh cũng không phải dễ trêu chọc. Ha ha! Ta cũng không thích Chí Tôn Điện. Đồng ý, ta cũng không thích Chí Tôn Điện, rất nhiều năm không có động thủ, ta thật sự muốn giãn gân cốt. Bỗng dưng trong hư không có ba thân ảnh già nua xuất hiện, đó là ba lão giả, ba đạo khí tức thánh hồng cảnh bùng phát. Ba lão người, hai nam một nữ, phu nhân cực kỳ mộc mạc không nhiễm bụi trần, từ dung nhan hiện tại có thể nhìn thấy khi xưa chắc chắn là mỹ nhân phong hoa tuyệt đại. Hai người một người cao gầy, đang mặc đạo bào. Dầu bạc trắng bồng bềnh, khí chất tiên phong đạo cốt. Một thân ảnh khác cao lớn, dung nhan già nua nhìn qua rất hư ảo. Ba lão gia hỏa này không xem náo nhiệt, rốt cục đi ra rồi. Tử Hoàng khẽ ngẩng đầu, nhìn qua ba người kia. Mẫu Hoàng, ba cường giả thánh hồng cảnh này là người phương nào? Tĩnh Thần công chúa hỏi Tử Hoàng. Đầu tiên chính là thiên nữ cung Thiên Trần thánh chủ, thứ hai chính là thế giới chế linh đạo ẩn lão nhân. Thứ ba là thế giới tôn võ thái hư tôn tổ. Nhìn qua ba thân ảnh già nua này, Tử Hoàng nói với Tĩnh Thần công chúa. Trong thế giới thần thú chúng ta còn có một cường giả thánh hồng cảnh, nhưng không có nhiều người biết rõ mà thôi. Là ba lão gia hỏa đến, không nghĩ tới ba lão gia hỏa này vẫn không bị người ta phát hiện. Ba lão gia hỏa này lần trước không có xuất hiện qua. Chung quanh có không ít tiếng nói vang lên, cường giả thiên nữ cung, thế giới tôn võ. Thế giới chế linh đi ra hành lễ. Bái kiến thánh chủ. Bái kiến tôn tổ. Sư phụ, sao ngươi tới đây? Thân ảnh Lục Doanh nhảy ra, lập tức đến bên cạnh phu nhân áo trắng, đôi mắt đẹp dịu dàng, cười rất mê người. Tiểu nha đầu, xem ra đi Hồng Hoang Điện đạt được thu hoạch rất sâu. Thiên Trần thánh chủ yêu thương nhìn Lục Doanh, sau đó lại nhìn vào đám người thế giới thần thú, nói. Lục Ngô, ngươi còn muốn trốn tới khi nào? Còn không mau đi ra. Ha ha ha. Khi Thiên Trần Thánh Chủ nói xong, tiếng cười vang vọng hư không, tiếng cười như hổ gầm trời cao, đinh tai nhức óc, làm linh hồn người ta rung động rất mạnh. Là Lục Ngô Gia Gia, Lục Ngô Gia Gia là Thánh Hồng Cảnh. Nhìn thấy thân ảnh to lớn đi ra, sắc mặt Tĩnh Thần công chúa biến hóa, nàng chưa bao giờ biết rõ Lục Ngô Gia Gia trong thế giới thần thú chính là cường giả Thánh Hồng Cảnh.
Rất nhiều cường giả trong thế giới thần thú nhìn nhau, thật không ngờ thế giới thần thú cũng có cường giả thánh hồng cảnh, lại là người bọn họ biết rõ, nhưng không ai hiểu người này. Tử Hoàng mỉm cười, nói với Tĩnh Thần công chúa. Lục Ngô gia gia ngươi đã sớm đạt tới thánh hồng cảnh, cũng là một trong bát đại thần thú huyết mạch quang minh thú, một trong thập đại bán thánh khí yêu vương diệt sinh chảo đang nằm trong tay Lục Ngô gia gia đấy. Hư Thiên Thánh cô nhìn bốn người Thiên Trần Thánh Chủ, Thái Hư Tôn Tổ, Đạo Ẩn Lão Nhân, Lục Ngô xuất hiện, cũng mỉm cười, nói nhỏ. Các ngươi cũng đi ra rồi. Không phải chờ các ngươi đi ra sao, bằng không làm sao nhìn thấy uy thế của sư môn các ngươi, xem ra những năm qua các ngươi che giấu không ít. Thái Hư Tôn Tổ cười nói với Hư Thiên Thánh cô. Lại là bốn thánh hồng cảnh. Lục Lâm Thiên nhìn không chung, bốn cường giả thánh hồng cảnh xuất hiện. Lục Lâm Thiên chẳng suy nghĩ cái gì. Trong Thương Khung Minh, Lục Lâm Thiên suy đoán không qua bao nhiêu năm nữa, tuyệt đối có cường giả thánh hồng cảnh khác, như Đao Thúc Cây Đao Màu Vàng nói ra, trên đời này này không chỉ có một mình đại sư tỷ là thánh hồng cảnh. Làm cho Lục Lâm Thiên bất ngờ, bốn thánh hồng cảnh thật sự không nhìn được mới hiện thân, mà chính mình có Hỗn Độn Âm Dương Quyết, đều không có nhìn thấy ở ngoài khác thường. Có lẽ trên không trung đều là cường giả, nếu người ít một chút, bản thân mình đã sớm phát hiện cường giả thánh hồng cảnh đang ở trong đó rồi. Thế giới thần thú Lục Ngô đạp không đi ra, lời nói như hổ gầm trời cao, nhìn không chung, nói. Hôm nay thật sự đủ náo nhiệt, xem ra không cần tiến vào Thương Khung bí cảnh cũng có đại chiến, tăng thêm bốn chúng ta, Thương Khung Minh hiện tại có 8 thánh hồng cảnh, không biết Chí Tôn Điện 9 thánh hồng cảnh có kết quả thế nào. Hừ, khi Lục Ngô xuất hiện, hai lão giả khôi ngô trong Chí Tôn Điện hừ lạnh. Ánh mắt tức giận nhìn Lục Ngô, một lão giả khôi ngô tức giận, ánh mắt đầy hung ác và tham lam, nói. Lục Ngô, mối thù năm đó đoạt yêu vương diệt sinh chảo chúng ta cũng nên tính toán rồi. Lục Ngô nghe vậy, lại cười nói. Thao Thiết, nếu ngươi không phục, hiện tại động thủ thử xem, bằng không tăng thêm đào một nữa đi, xem yêu vương diệt sinh chảo có xé nát các ngươi hay không. Lục Ngô, chớ có hung hăng càn quấy, sợ rằng ngươi không hung hăng càn quấy được bao lâu nữa đâu. Lúc này một lão giả khác tức giận quát lớn, yêu vương diệt sinh chảo Lục Ngô, hắn cực kỳ kiêng kỵ người này. Oanh! Khi lão giả này nói xong, cả không gian run lên, 9 tòa hồng hoang điện run động, khí tức khủng bố phóng thích ra ngoài, chỉ trong nháy mắt hư không nổ ầm ầm. Ầm ầm! Lập tức trên 9 tòa hồng hoang điện có cột sáng chói mắt phóng lên trời, 8 tòa hồng hoang điện phân biệt phóng ra 8 cột sáng vào hồng hoang điện đầu tiên. 9 cột sáng mang theo 9 khí tức hồng hoang hội tụ vào một điểm trên bầu trời. Phần phật. Lúc này hư không rung lên rất mạnh, khí tức hồng hoang bao la khuếch tán ra, khí tức này bao phủ hư không, cho người ta cảm giác hồng hoang hỗn độn, khí tức này làm linh hồn sinh linh chấn động mạnh. Thương khung bí cảnh mở ra rồi. Rất nhiều hư ảnh trên không trung rung động, hiện tại hơn 10 thánh hồng cảnh rằng co cũng không trọng yếu bằng thương khung bí cảnh. Khí tức thật mạnh. Lục Lâm Thiên lúc này nhìn vào không trung, hiện tại khí tức bao phủ các nơi, đột nhiên Lục Lâm Thiên cảm giác mình nhỏ bé, hắn chỉ là con sâu cái kiến trước mặt khí tức này mà thôi. Vị trí hào quang bao phủ kia, vết nứt không gian chậm rãi mở rộng ra, không gian chung quanh sinh ra gợn sóng rất mạnh, khí lưu can quét hư không. Rầm rầm, khí tức hồng hoang lan tỏa ra, trong khoảng thời gian ngắn không gian chấn động rất mạnh, không gian giống như cự thú thôn thiên. Có thể thôn vệ vạn vật sinh linh vào trong. Thương khung bí cảnh mở ra, có chút sổ sách nên giải quyết bên trong thương khung bí cảnh đi, khặc khặc. Nhìn thấy cửa vào trên không gian, Diễm Sa Diệt Thế Mạc Trường Lăng âm lệ cười lạnh, vừa dứt lời, mấy trăm người Chí Tôn Điện xuyên qua hư không, sau đó trực tiếp tiến vào trong cửa vào. Cùng lúc đó, ánh mắt Lục Lâm Thiên bỗng nhiên nhìn lên không trung, vào lúc này các cường giả thương khung minh đều nhìn theo. Thiên La Minh đến đúng lúc nha. Phong Hành Thiên Chủ thì thào, sau khi dứt lời không trung run lên, sau đó khí tức âm hàn bắn ra, không gian sinh ra gió nổi mây phun tiến. Phần phật, khí tức âm hàn tuôn ra, dường như khí tức âm hàn bao phủ không gian. Khí tức âm hàn hùng hồn bùng phát, cuối cùng hóa thành một thân ảnh, trong khoảng thời gian ngắn, một nửa bầu trời xuất hiện thân ảnh mấy chục vạn cường giả, cho dù là đội hình hay khí tức đều không dưới thương khung minh. Lục Lâm Thiên quan sát đám người đi đầu. Ở đó có không ít thân ảnh quen thuộc, thần linh Nhiễm Hồng, Thích Thiên, bà Di, La Mỹ, bà Tu Mỹ Ngọc đều ở trong đó, còn có không khí tức âm hàn không dưới Phong Hành Thiên Chủ, Tử Hoàng.
Đến sớm không bằng tới đến lúc, thương khung bí cảnh đã mở ra, vào đi thôi. Trong khí tức âm hàn, rất nhiều ánh mắt Thiên La Minh đều nhìn vào đội hình thương khung minh, sau đó từng thân ảnh mang theo khí tức âm hàn lướt đi, trực tiếp tiến vào trong cửa vào. Thiên La Minh đi vào trong, thần linh Nhiễm Hồng gật đầu với Lục Lâm Thiên từ xa, mỉm cười, sau đó lướt vào trong bí cảnh. Chúng ta cũng vào đi thôi, tất cả mọi người cẩn thận, trong thương khung bí cảnh từng bước đều có hung hiểm. Hư Thiên Thánh Cô nói xong, đầu ngón tay điểm một cái, lập tức lao đi. Thương khung bí cảnh mở ra, vào đi thôi. Từng đạo thân ảnh theo sau, âm thanh xé gió vang vọng, rất nhiều thân ảnh tiến vào trong thương khung bí cảnh. Cửu sư đệ, cẩn thận một ít, thương khung bí cảnh có rất nhiều nguy cơ, sau khi chúng ta đi vào có lẽ sẽ lạc nhau, cũng có khả năng lâm vào cổ trận hoặc bí cảnh, cẩn thận là trên hết. Từng thân ảnh tiến vào thương khung bí cảnh, Hư Thiên Thánh Cô truyền âm vào tai Lục Lâm Thiên, nói. Sư phụ hy vọng ngươi tiến vào thương khung bí cảnh là có nguyên nhân, hôm nay tất mọi người đều ở đây, thứ nhất là bởi vì gần đây cảm giác được Chí Tôn Điện có dị thường, Chí Tôn Điện hiện tại cũng nhắm trúng thương khung bí cảnh, dường như có đại động tác. Nhưng chính yếu nhất chính là vì cửu sư đệ ngươi, chúng ta và cửu vĩ thiên hồ, cửu thiên côn bằng, cửu diễm kim xí đại bằng ba tộc sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Đại sư tỷ, ta sẽ cẩn thận. Lục Lâm Thiên truyền âm trả lời. Sau đó đi theo đám người Lục Kinh Vân, Độc Cô Ngạo Nam, Đoan Mộc Khung Thiên, Hồng Vũ, Thái A, còn có Phi Thiên Lão Yêu, Cực Nhạc Tam Quỷ là cường giả phi linh môn tiến vào thương khung bí cảnh. Phần phật. Sau khi thân ảnh tiến vào sâu trong thương khung bí cảnh, ở cửa vào nhìn như bình tĩnh lại sinh ra hấp lực thật lớn, hấp lực kéo mọi người vào bên trong. Người thực lực thấp tìm người bảo hộ, phía trước có không ít thông đạo sinh ra hấp lực, chúng ta sẽ bị hút vào các nơi khác nhau. Đến lúc đó tận lực đi vào sâu bên trong, tất cả cẩn thận. Không ít tiếng quát quanh quẩn hư không, lúc này hấp lực không ngừng tăng cường. Không biết cái gì hình thành hấp lực này, rất nhiều hấp lực hút mọi người phân tán ra, tu vị hóa hồng cảnh cũng không có khả năng ngăn cản hấp lực. Phần phật, Lục Lâm Thiên vận dụng nguyên lực bao phủ toàn thân, hắn bố trí thanh linh khải giáp tầng thứ nhất, âm thầm bảo hộ mọi người bên cạnh, bỗng dưng hấp lực rất lớn quét qua nơi này. Hắn lập tức thân bất do kỷ bị hút vào, trong lúc nhất thời khó có thể giãy giụa ra khỏi hấp lực kia. Thời điểm hấp lực biến mất, Lục Lâm Thiên xuất hiện trên một khối đại lục. Cùng bị hút vào cùng Lục Lâm Thiên còn có Lục Âm, Lục Xảo, Lục Trực, Lục Thành, Lục Phương và đám người Phi Thiên Lão Yêu của Phi Linh Môn. Ngoài ra còn có Vạn Độc Chí Tôn cùng Lục Tâm Đồng và mấy thái thượng trưởng lão của Độc Linh Tuyệt Cốc, cộng lại cũng hơn 10 người. Mà Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Thái A, Hồng Vũ, Phong Hành Thiên Chủ, Nghĩa Phụ Độc Cô Ngạo Nam, Sư Phụ Chí Thánh Đại Đế và tám sư huynh sư tỷ không biết đã đi nơi nào. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua bên cạnh, không quá lo lắng, Lục Kinh Vân, Sư Phụ, Nghĩa Phụ và Hồng Vũ đi cạnh tám vị sư huynh sư tỷ cho nên không quá mức có việc gì. Bỗng dưng ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn vào giữa không trung, khói đen nồng đậm gay mũi, khói đen bao phủ bầu trời, nó có lực lượng ăn mòn mọi thứ. Vào lúc này người tới đây không chỉ có đám người Lục Lâm Thiên, chung quanh còn có mấy ngàn người, lúc này không ngừng nghị luận. Từng ánh mắt quan sát khói đen trên bầu trời, khí tức ăn mòn kia làm cho cường giả hóa hồng cảnh cũng hãi hùng khiếp vía, cực kỳ cố kỵ. Trong không gian lờ mờ chung quanh chính là rừng rậm cổ xưa mênh mông, khí tức hồng hoang bao phủ rừng rậm. Từng cây đại thụ cao ngàn trượng, thậm chí có đường kính lên đến mấy trăm trượng. Sợ rằng bản thể thú tộc khổng lồ cũng không lớn bằng những đại thụ này. Nhìn qua khu rừng rậm cổ xưa này, mọi người có cảm giác mình quá nhỏ bé. Ca ca, phía trên có kịch độc rất mạnh. Lục Tâm Đồng cau mày nhìn khói đen trên bầu trời, kịch độc này làm cường giả tu luyện độc công như nàng cũng phải cố kỵ. Vạn Độc Chí Tôn nhìn khói độc trên cao, sau đó ánh mắt nhìn vào rừng rậm, bên trong không ngừng có tiếng quỷ khóc thần gào vang lên. Xem ra không thể đi xuyên qua đám khói đen kịch độc này rồi, cũng chỉ có thể vượt qua rừng rậm cổ xưa, nhưng sợ rằng khu rừng này cũng không phải vùng đất lành. Lục trưởng môn ngươi cũng tới sao? Độc tôn, có ngươi ở đây là tốt rồi. Khi Vạn Độc Chí Tôn nói xong, phía trước có không ít người nhìn qua, không ít người phát hiện có Lục Lâm Thiên cùng Vạn Độc Chí Tôn, lập tức chào đón. Lục Lâm Thiên khẽ gật gật, trong mấy ngàn người có một nửa là người thương khung minh. Trong đó còn có thế giới băng tuyết hải nhược Hồng Tôn, còn có đại sư huynh Lục Kinh Vân, thế giới minh quang huyền thụy Hồng Tôn cùng một ít cường giả quen mặt, nhưng chỉ là sơ giao.
Về phần những người cách đó không xa, ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua, là người Thiên La Minh. Người Thiên La Minh tách ra khỏi đám người Thương Khung Minh, đứng trước rừng rậm cổ xưa, ánh mắt ngưng trọng, không dám tiến vào. Độc Tôn, phía trên đều là kịch độc, người có biện pháp nào không? Hải Nhược Hồng Tôn tiến lên, vừa đi vừa hỏi Vạn Độc Chí Tôn, đối phó kịch độc, tự nhiên là sở trường của Vạn Độc Chí Tôn, trong 3.000 đại thế giới này, bàn về độc công, Vạn Độc Chí Tôn tuyệt đối có tiếng tăm vang vọng thiên địa, tăng thêm độc công quỷ dị và khó chơi, cho nên trong thiên địa cũng hiếm có người chọc Vạn Độc Chí Tôn. Cho dù có người tự nhận thực lực mạnh hơn Vạn Độc Chí Tôn, nhưng đối mặt độc công của hắn cũng nhượng bộ lui binh, không dám dễ dàng đỡ upsilon.ng vào. Vạn Độc Chí Tôn quan sát rừng rậm cổ xưa, sau đó nói với Hải Nhược Hồng Tôn. Kịch độc phía trên quá nhiều, ta cũng không có biện pháp thanh trừ, rừng rậm này không có nhiều độc khí, đi vào cũng không phải đại sự gì, nhưng mà có nguy hiểm khác hay không thì ta không biết. Xem ra muốn xuyên qua nơi này, cũng chỉ có đi vào trong rừng rậm, nơi này quá quỷ dị, lần trước ta đi vào Thương Khung bí cảnh cũng không gặp nơi quái dị như thế. Huyền Thụy Hồng Tôn ngưng trọng nói một câu, 150 vạn năm trước hắn cũng tiến vào Thương Khung bí cảnh, lần đó cũng trải qua cửu tử nhất sinh, cuối cùng nếu không phải sư phụ hắn dẫn hắn ra Thương Khung bí cảnh, hắn cũng khó mà đi ra, nhưng lần trước vừa tiến vào cũng không có gặp khu vực kịch độc làm cho hóa hồng cảnh cũng kiêng kỵ như nơi này. Lục trưởng môn, người thấy thế nào, còn có biện pháp nào hay không? Hải Nhược Hồng Tôn nhìn qua Lục Lâm Thiên, hiện tại hắn cũng không dám xem Lục Lâm Thiên là hậu bối. Chu sát cửu nguyên hóa hồng phượng thanh hồng tôn, sư môn có nhiều cường giả, bốn thánh hồng cảnh, khống chế rất nhiều thế lực to lớn trong 3.000 đại thế giới, lai lịch và xuất thân như thế, không có kẻ nào dám xem thường Lục Lâm Thiên. Ta cũng không có biện pháp gì. Lục Lâm Thiên trả lời Hải Nhược Hồng Tôn, ánh mắt vẫn nhìn rừng rậm cổ xưa, thời điểm đặt chân vào khu vực này, Lục Lâm Thiên cảm giác nguyên đan chữ vạn chấn động, đối mặt với rừng rậm cổ xưa này hắn cảm giác mình quá nhỏ bé. Siêu siêu. Thời điểm Lục Lâm Thiên nói ra, người Thiên La Minh đều nhìn qua người Thương Khung Minh, sau đó trong đám người có hành động, lập tức đi vào trong rừng rậm cổ xưa, cũng lựa chọn vượt qua khu rừng, không ai dám chạm vào khói độc nồng đậm phía trên. Thiên La Minh tiến vào trong rừng rậm cổ xưa, mấy ngàn đạo thân ảnh nhanh chóng dìm ngập rừng rậm, Lục Lâm Thiên thu hồi ánh mắt, nói với Hải Nhược Hồng Tôn, Vạn Độc Chí Tôn. Xem ra chúng ta cũng chỉ vượt qua rừng rậm mà thôi. Vậy thì đi thôi. Vạn Độc Chí Tôn gật gật đầu, lập tức dẫn người Thương Khung Minh đi vào trong rừng rậm trước mặt. Trong rừng rậm có mùi hôi thối khó chịu, nhưng mà rừng rậm cổ xưa này trừ vô số đại thụ che trời ra, cỏ dại bụi cỏ rất thưa thớt, lá rụng cũng không nhiều, cảnh tượng rất kỳ quái. Người Thương Khung Minh tiến vào trong rừng rậm, đều là chủ động dùng Lục Lâm Thiên, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn cầm đầu, cẩn thận quan sát chung quanh. Lúc tất cả mọi người tiến vào, tốc độ cũng cực nhanh, nhưng không biết rừng rậm cổ xưa này rộng bao nhiêu, rừng rậm lớn như thế này chắc chắn có không ít phiền toái. Không có gặp phiền toái lại làm Lục Lâm Thiên cực kỳ ngưng trọng, trong rừng rậm cổ xưa này chắc chắn không yên tĩnh như mặt ngoài. Phụ thân, minh linh của Thiên La Minh phía trước nhiều hơn rồi đấy. Sau một lát, mọi người tiến lên 10 dặm, Lục Doanh nhìn vào sâu trong rừng rậm, lại nói với Lục Lâm Thiên. Hình như xảy ra chuyện. Tất cả cẩn thận. Lục Lâm Thiên phất tay bảo ngừng, lập tức dừng lại, phía trước có không ít người Thiên La Minh đang tụ tập, chắc chắn xảy ra chuyện gì đó, tâm thần lập tức dò xét phía trước. A hát! Phía trước có từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếng thét vang lên không dứt, không ngừng có minh linh toàn thân run rẩy, bọn họ gào thét thảm thiết, có minh linh trực tiếp ngã xuống đất, miệng trào máu tươi khó ngửi. A hát! Bỗng dưng trong đội ngũ Thương Khung Minh có không ít người kêu thảm thiết. Cứu mạng A-Hát, có vật quỷ dị tiến vào cơ thể, không thể ngăn cản được. Một cường giả hóa hồng cảnh run rẩy toàn thân, ngũ quan vặn vẹo, miệng phun máu tươi, còn có vài trăm cường giả Thương Khung Minh kêu gào thảm thiết. Phòng ngự, tất cả cẩn thận. Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn, Huyền Thụy Hồng Tôn và một đám cường giả hóa hồng cảnh bố trí áo giáp toàn thân, nhưng vẫn có người kêu thảm thiết. Năng lượng và áo giáp hộ thân không cách nào ngăn cản vật quái dị xuyên qua. Kinh hãi, sợ hãi, trong nháy mắt lan tỏa trong lòng mọi người. Loại thủ đoạn nhìn không thấy, nghe không được, không hiểu thấu mới làm người ta sợ hãi nhất. Lục Lâm Thiên xuất hiện trước người Lục Sảo, phất tay chụp vào không gian trước mặt Lục Sảo,
lực lượng không gian này bị bóp nát. Trong không gian vốn không có vật gì, bỗng dưng Lục Lâm Thiên vặn vẹo không gian đã xuất hiện con trùng màu đen. Con trùng màu đen này có thể thích như sợi tóc, tâm thần cẩn thận quan sát mới phát hiện nó có lông xù, có đầu lâu nhỏ dữ tợn, răng nanh sắc bén, chỉnh thể giống con rết hoặc sâu gióm, không gian chi lực bao phủ toàn thân. Nếu Lục Lâm Thiên không vặn vẹo không gian, muốn dùng tâm thần phát hiện con vật này quá khó khăn. Là vô ảnh phệ tủy độc thư. Nhìn thấy côn trùng màu đen này, ánh mắt Lục Lâm Thiên chấn động, trong lòng ngạc nhiên và ngưng trọng, côn trùng màu đen nằm trong lòng bàn tay, hỏa diễm màu xanh nóng bỏng và lạnh giá xuất hiện. Tốc tốc! Khi hỏa diễm màu xanh xuất hiện, nhiệt độ làm côn trùng màu đen e ngại, toàn thân rung động kịch liệt, lập tức muốn thoát đi. Nhưng côn trùng màu đen không kịp đào thoát, hỏa diễm màu xanh biến thành lao lung bao bọc nó vào bên trong, côn trùng cực kỳ e ngại nhưng không cách nào thoát được. Tất cả mọi người cẩn thận, là vô ảnh phệ tủy độc thư, có ưu thế không gian, thích thôn phệ máu huyết và cốt tủy. Cùng một thời gian, vạn độc chí tôn quát lớn, trong lòng bàn tay của hắn có hỏa diễm màu đen, có vài con vô ảnh phệ tủy độc thư bị vây khốn trong đó. Vô ảnh phệ tủy độc thư, là thứ khủng khiếp kia. Một cường giả biến sắc, danh tiếng của vô ảnh phệ tủy độc thư làm người ta sởn tóc gáy, vật khủng khiếp này khó đối phó, ưa thích hút máu huyết và cốt tủy, khó có thể chống cự, còn có ưu thế không gian, không sợ công kích, một khi chúng tiến vào trong người chỉ có chờ chết mà thôi. Khi vạn độc chí tôn dứt lời, không ít người bị vô ảnh phệ tủy độc thư tiến vào trong cơ thể người, trực tiếp chặt bỏ cánh tay và bàn chân, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Chỉ có những người bị vô ảnh phệ tủy độc thư xâm nhập vào chỗ hiểm, cũng chỉ có thể để linh hồn phân thân cùng hồn anh bỏ chạy, nếu chậm sẽ bị nó xâm nhập linh hồn, như vậy chỉ có kết cục thần hồn câu diệt. Mặc dù biết vô ảnh phệ tủy độc thư, nhưng vẫn có hóa hồng cảnh bị công kích, căn bản không cách nào chống cự, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, mọi người cảm thấy kinh hoàng và thất thố. Xoẹt! Ngược lại có mấy cường giả hóa hồng cảnh đã đánh chết vô ảnh phệ tủy độc thư. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 161.